chương 331, thực lực chân chính của song phương trên, quảng trường mọi ánh mắt đổ dồn về nơi nạp lan yên nhiên đang chậm rãi hạ xuống, với nụ cười kiều diễm, một loạt các loại biểu tình phong phú đây đó, hiện lên làm cho khuôn mặt của mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tử này tự hồ không sai a, à, phía trên đại thụ gia hình thiên nhìn tiêu viêm toàn lực lắc đầu nói, bất quá đáng tiếc, lần công kích này nhìn tuy dũng mạnh nhưng không thể thương tổn nạp lan yên nhiên, đấu kỹ của Vân Lam Tông quả nhiên danh bất hư truyền mà ở một bên lão giả pháp mã khẽ gật đầu ánh mắt gắt gao khóa chặt thân ảnh xinh đẹp của nạp lan yên nhiên cười nhẹ nha đầu nạp lan gia tộc cũng không tệ xem ra ba năm nay vân vận đối với việc đào tạo nàng ta cũng tận lực bỏ không ít vốn liếng a à. hải ba đông đang nhíu mắt nhìn chằm chằm nạp lan yên nhiên bỗng nhướng mày thốt lên năng lượng trong cơ thể nàng đang không ngừng để thăng nhanh chóng hơn nữa lại mơ hồ đột phá cảnh giới đấu sư ẩn tàng thật là giỏi a à, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện qua Bí thuật của Vân Lam Tông thật sự không tầm thường a. À, gia lão và pháp mã chỉ cười cười không nói gì. Nạp Lan Yên Nhiên, dù sao cũng là Vân Lam Tông trọng điểm đào tạo để kế thừa tông chủ, đệ tử phổ thông tự nhiên không thể so sánh. Hơn nữa Vân Lam Tông tự thân tài phú hùng hậu lại thêm Đan Vương Cổ Hà hỗ trợ. Từ đó xem ra, dù tuổi tác Nạp Lan Yên Nhiên không lớn nhưng có thể đạt tới cảnh giới đại đấu sư, cũng không không có gì khác thường cho lắm. Xem ra lần chiến đấu này sẽ quyết liệt không ít tiểu tử kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu mà trọng xích màu đen trong tay hắn cũng tựa hồ không đơn giản pháp mã nhìn đăm đăm huyền trọng xích trong tay tiêu viêm nói nhìn hai chân hắn khi di động tạo ra khí lưu mạnh mẽ như vậy thì dường như cây thước đó rất có cân lượng à không biết các ngươi có nhận thấy khi cây thước đó rời khỏi tay thì tiểu tử này không chỉ tốc độ mà thậm chí cả đấu khí cũng tăng lên rất nhiều gia lão không hổ là cường giả đến hải ba đông cũng phải kiêng kỵ từng chi tiết dù là nhỏ nhặt đến đâu của tiêu viêm đều bị hắn theo dõi rõ ràng. Nghe ra lão nói vậy, pháp mã khẽ gật đầu dường như hắn cũng nhận ra được biến hóa này. Hiện tại trận này, mặc dù tuyên bố là tỉ thí nhưng xem ra đôi bên không nhịn được chơi thật rồi. Bất quá khiến cho ta nghĩ hoặc chính là tiểu tử kia rốt cuộc làm thế nào, mà chỉ dùng có 3 năm thời gian lại có thể, từ một tên phế vật nổi tiếng lại có thể đuổi kịp nha đầu nạp lan yên nhiên, cũng là trọng điểm bồi dưỡng của Vân Lam Tông chứ. Thanh âm nghi hoặc của gia lão vang lên không biết luyên dược sư công hội chúng ta cùng hắn từng giao dịch nên không tiện điều tra lai lịch của hắn pháp mã lắc đầu bỗng chuyển ánh mắt về phía sân đấu thốt lên nha đầu nạp lan gia tộc muốn chơi thật rồi tại sân đấu nạp lan yên nhiên đang chậm rãi hạ xuống khi còn cách mặt đất nửa thước thì lại quỷ dị huyền phù giữa không trung ngọc thủ khẽ động thân thể đang lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng lộn về phía sau thoải mái đáp xuống trên một tảng đá chứng kiến động tác đáp xuống tuyệt mỹ của nạp lan yên nhiên cả sân đấu không khỏi vang lên một trận gieo hò vang dội trong đôi mắt đẹp hiện vẻ ngưng trọng nạp lan yên nhiên vẫn giữ được vẻ bình thản nhẹ nhàng thốt lên với tiêu viêm ngươi thật sự là cấp cho ta một cái bất ngờ a à không thể không thừa nhận ngươi đã không còn là cái tên phế vật của tiêu gia năm nào nữa đối với sự cảm thán của nạp lan yên nhiên tiêu viêm vẫn bình đạm không trả lời chỉ có ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua nàng một cái cảm nhận đạm thanh sắc màu xanh nhạt đấu khí trong cơ thể chậm rãi dâng lên Tiêu viêm chỉ hử nhẹ, rốt cuộc cũng đem thực lực ra rồi chứ. Cũng là ta năm đó tuổi trẻ không chín chắn nên hành động có chút không phải. Nạp lan yên nhiên cũng chấm dứt sự hồi tưởng, cánh tay chậm rãi giơ lên. Trên cây kiếm màu xanh nhạt của nàng ánh sáng xanh càng lúc càng nồng, ánh mắt gắt cao hướng đến tiêu viêm, bất quá hiện giờ thân là, đại biểu cho cả vân lam tông cho nên ta sẽ không lưu tình chút nào đâu. Nạp lan yên nhiên tiêu sái hạ xuống, một thân y phục cùng mái tóc đen dài không có gió mà nhẹ nhàng tung bay đấu khí sung mãn tỏa ra xung quanh loại khí thế uy mãnh này khiến đám đệ tử vân lam tông xung quanh cũng không kìm được ngạc nhiên mở miệng thán phục nạp lan tỷ tỷ không ngờ đã tiến nhập cảnh giới đại đấu sư a biểu hiện của đám đệ tử vân lam tông cũng làm cho người ngoài nhận thức rõ ràng thậm chí ngay cả bọn họ ngày thường cũng không có nhận thức rõ ràng về thực lực chân chính của nạp lan yên nhiên không tưởng được nạp lan tỷ tỷ tuổi tác như vậy mà đã là đại đấu sư thật là làm cho người ta ngưỡng mộ Mộc Chiến nhãn tình không chút nào che giấu vẻ hâm mộ nhìn cô khí thế mạnh mẽ của Nạp Lan Yên Nhiên, ở giữa sân cười nói, hiển nhiên trong tiếng cười lại pha chút thèm muốn. Tuy hắn giờ cũng đã tới chín tinh đấu sư, bề ngoài cũng chỉ kém đại đấu sư một chút nhưng hơn ai hết Mộc Chiến càng rõ ràng một chút này, nếu không có cơ duyên thì muốn bước qua là chuyện vô cùng không dễ dàng gì. Ha ha, Mộc Chiến chất tử cũng không yếu a. À. Nạp Lan kiệt cười khách sáo, nhìn cháu gái mình đột nhiên triển hiện thực lực, cũng làm hắn không nhịn được thở dài một hơi mặc kệ thế nào nàng cũng là người của nạp lan gia tộc nếu hôm nay thua ở trận tỷ thí này không những vân lam tông mặt cũi khó coi mà thể diện nạp lan gia tộc cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn huống chi nạp lan yên nhiên khi xưa còn có chút sốc nổi mạnh mẽ tuyên bố nếu thua sẽ cam chịu làm nô tỳ cho tiêu viêm nếu đường đường là đại tiểu thư của nạp lan gia tộc sau này còn có thể kế thừa vân lam tông lại đi làm nữ tỳ cho người khác thì cái mặt mo của nạp lan kiệt hắn cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai được nữa nha đầu này chậm rãi thở ra một hơi Nạp Lan kiệt lặng nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đối diện Tiêu Viêm, ở giữa sân trầm giọng nói: "Tiêu Viêm chất tử, thật sự xin lỗi, Yên Nhiên nó lần này tỉ thí vấn đề thật sự liên quan tới quá nhiều thứ, có lẽ phải ủy khuất cho ngươi vậy. Sau này ta nhất định dặn dò gia tộc hướng Tiêu gia làm ra một chút bồi thường vậy." Nghe hắn lẩm bẩm tựa hồ lần này đối với Tiêu Viêm cũng là có chút cân nhắc lợi hại, cũng khó trách, Tiêu Viêm còn chưa tới 20 tuổi, mà một thân thực lực đã cường hãn đến bậc này có thể tưởng tượng những gian khổ mà hắn trải qua như thế nào nói đi nói lại hắn cũng không có những thế lực kiểu như vân lam tông hậu thuẫn a hiển nhiên nếu như không có loại bảo bối như tam văn thanh linh đan hẳn tiêu viêm cũng còn chưa thể bước qua ngưỡng cửa đại đấu sư không may cho nạp lan yên nhiên là tình huống của tiêu viêm cũng không phải tầm thường bởi vậy nạp lan kiệt đối với loại tình huống hiện tại này cũng không có chút nào nắm chắc ánh mặt trời ấm áp lan tỏa xua tan những gợn sương mù quanh sân đấu nhảy múa trên thân thể mọi người đem lại một cảm giác ấm áp dễ chịu Tụ tập quanh nửa vòng ngoài của sân đấu là chỗ ngồi của gần 1.000 Vân Lam Tông đệ tử. Bọn họ ngồi như đóng đinh tại chỗ, chìm trong những tia nắng rực rỡ. Họ vẫn ngồi bất động như vậy từ đầu. Tính nhẫn nại đó khiến Tiêu Viêm cũng không khỏi thầm thán phục với phương thức đào tạo của Vân Lam Tông. Có thể đem gần ngàn tính cách khác nhau dạy dỗ hoàn hảo như vậy, ai dám nói Vân Lam Tông sừng sững ở gia mã, đế quốc nhiều năm chỉ có hư danh đây? Trên thạch đài, ở giữa trung tâm sân đấu có hơn mười vị lão già áo bào trắng đang nhìn chăm chú vào hai người thỉnh thoảng họ lại trụng đầu thì thầm bàn luận với nhau. Đại trưởng lão, tỷ thí, mặc dù mới chỉ bắt đầu mà yên nhiên đã bị ép sử ra thực lực chân chính, mà cái tên tiểu tử của tiêu gia tựa hồ vẫn còn ung dung a. À. Một gã áo bào trắng ngoảnh đầu về phía vân lăng thấp giọng lo âu nói. Tâm tính quả nhiên không tệ. Tay phủi nhẹ chút bụi trên áo bào, vân lăng hời hợt nói. Chỉ có điều loại tỷ thí này cũng không chỉ hoàn toàn dựa vào tâm tính. Sự tiến bộ của yên nhiên mấy năm gần đây, cũng làm cho mấy lão già chúng ta phải kinh ngạc không thôi mà dường như, tông chủ còn truyền cho nàng một ít bí pháp của tông phái. Cho dù tiểu tử kia thiên phú có kinh khủng đi chăng nữa, thì hiện tại muốn đuổi kịp yên nhiên, cũng hầu như không có khả năng. Các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều đi. Nếu yên nhiên đã hiển lộ thực lực vậy trận tỷ thế này, cũng nên nhanh chóng kết thúc đi thôi, đem tên tiểu tử tiêu ra đuổi đi a à cũng làm ta bớt đi một mối lo. Vân Lăng lẩm bẩm. Nghe vậy vị lão giả áo bào trắng cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu, ánh mắt đảo một vòng đột nhiên dừng lại trên lối lên thạch đài hốt nhiên thốt lên, "Cát Hiệp, ngươi làm sao vậy?" Câu hỏi của hắn là nhắm vào vị trí bậc thang thứ hai nơi một gã áo bào trắng cũng đang quay đầu lại. Nhìn diện mạo có thể nhận ra người này chính là kẻ năm đó cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi tiêu ra thoái hôn Cát Hiệp, lúc này sắc mặt hắn có chút cổ quái nguyên nhân dường như là sự xuất hiện lần này của Tiêu Viêm. Từ lần đầu tiên Tiêu Viêm xuất hiện sắc mặt Cát Hiệp hắn đã trở nên như vậy, bởi vì hắn nhận ra thanh niên trước mắt mơ hồ cùng với vị hắc bào, nhân thần bí lúc trước gặp ở mặt gia diêm thành có vài phần khí chất tương đồng không thể á hắc bảo nhân đó chính là đấu hoàng cường giả lấy tuổi tác của tiêu viêm hắn dù cho có là kỳ tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới thực lực như vậy cát hiệp mạnh mẽ lắc đầu đem ý nghĩ hoang đường nọ trục xuất nhưng khuôn mặt lại hiên rõ vẻ nghi hoặc nhưng khi hắn cẩn trọng xem xét lại không thể bác bỏ được những nét tương đồng hiện ra khiến cả người không kìm được run lên thở hồn hển nhìn lại phát hiện chính bản thân cùng y Bảo đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp Ngươi làm sao vậy? Trên thạch đài hơn 10 vị Vân Lam, tông trưởng lão có không ít người tỏ vẻ khó hiểu nhìn Cát Hiệp, mồ hôi đầm đìa co mày dò hỏi. "Không có gì." Nuốt một ngụm nước miếng làm giảm đi cảm giác khô khốc nơi họng, Cát Hiệp sau một thoáng do dự lại vẫn lắc đầu không đem nghi vấn trong lòng nói ra. Dù khuôn mặt vô cùng giống nhau, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được Hắc Bảo nhân năm đó là Tiêu Viêm. Rõ ràng nếu hắn có loại thực lực này, còn cần đến đây cực khổ chiến đấu cùng Nạp Lan Yên Nhiên sao chứ? Nhất định là ảo giác. Nhìn bề ngoài hắn chỉ là đấu sư cấp bậc, cho dù thế nào đi nữa, cũng không thể có chút gì liên hệ đến Hắc Bảo Nhân Thần Bí đó. Được, nghiến răng tự nhủ, Cát Hiệp lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu tiếp tục đem ánh mắt đưa đến sân đấu. Trên sân, Nạp Lan yên nhiên khi đấu khí trong cơ thể đạt tới trạng thái đại đấu sư, cũng chậm rãi lắng lại. Trường kiếm thon dài trong tay nàng vang lên một tiếng ngân thanh thúy. Mũi kiếm khẽ động chỉ về phía Tiêu Viêm, trong nháy mắt một trận gió lớn vô thanh vô tức xuất hiện nhìn cô khí thế đối diện trầm lại. Tiêu Viêm nhếch miệng lẩm bẩm, quả nhiên là nhị tinh đại đấu sư, không uổng là có sự tài bồi của các cao thủ Vân Lam Tông. Bắt đầu đi. Xoay cổ, Tiêu Viêm thở nhẹ ra một hơi, bàn tay đang nắm chặt huyền trọng xích trượt mạnh mẽ cắm xuống đài. Cùng lúc đấu khí màu xanh như một ngọn lửa bình thường đột nhiên bạo dũng bốc lên, sau đó một lúc mới tiêu tán lộ rõ một chiếc áo giáp. Đấu khí khải giáp, tên này cũng là đại đấu sư a. Từng đợt thầm thì vang lên khi khải giáp của Tiêu Viêm xuất hiện. Chương 332, chiến đấu ác liệt cảm nhận được quảng trường đột nhiên im lặng gia hình thiên nhìn đấu khí khải giáp trên thân thể tiêu viêm phóng thích thanh sắc quang mang trên khuôn mặt lộ ra chút sợ hãi thầm than cùng ngạc nhiên mặc kệ áo giáp này chỉ ở hình thức ban đầu nhưng có thể đem nó triệu hồi như vậy đã là đặt chân lên đẳng cấp đại đấu sư từ điểm có thể thấy được sự tranh lệch thực lực giữa tiêu viêm cùng nạp lan yến nhiên không phải quá lớn điều mà làm cho gia hình thiên ngạc nhiên chính người không có bối cảnh như tiêu gia công tử không ngờ có thể trong vòng ngắn ngủ ba năm tốc độ tu luyện có thể theo kịp nạp lan yên nhiên nhanh như vậy phải biết rằng nạp lan yên nhiên sau lưng chính là có có đại tông môn như vân lam tông bồi dưỡng cùng duy trì tên tiểu tử này không đơn giản a à, gia hình thiên cùng pháp mã đưa mắt nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương cùng loại cảm xúc mặt khác bên kia vốn vừa mới nhẹ nhõm không được bao lâu nạp lan kiệt lại dối lên ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khải giáp của tiêu viêm muốn lòi mắt ra vậy đó sau một lúc lâu thở dài một hơi ánh mắt chậm rãi nhắm lại khuôn mặt thể hiện ra chút chua sót. Lúc này đây, Nạp Lan Kiệt đã cảm thấy rõ ràng một loại hối hận. Hắn hối hận năm đó vì cái gì không ngăn cản Nạp Lan Yên Nhiên, nếu Nạp Lan Yên Nhiên không muốn từ hôn thì như vậy, dựa vào thực lực bản thân trong 3 năm ngắn ngủm từ một phế vật trở thành cường giả, cũng sẽ là con rể của Nạp Lan gia tộc rồi. Trước kia Nạp Lan Kiệt từ hành động từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy phẫn nộ, lúc đó bởi vì mặt mũi cùng thái độ làm người của hắn, Năm đó cùng gia gia tiêu viêm hạ ước định, hắn lẽ nào hạ mặt đi xé bỏ. Nếu không phải vì thế ai nguyện ý cháu gái xuất sắc của mình đi gả cho một cái phế vật của tiêu ra đây. Nhưng mà hiện tại, phế vật kia bộc lộ tài năng cũng làm cho nạp lan kiệt. Rõ ràng từ trên người gã thấy được tiềm ẩn vô hạn tiềm lực. Loại này tiềm lực có khả năng tiên đoán danh giới, hắn rõ ràng. Tiêu viêm sau lưng cũng không có giống như Vân Lam Tông khổng lồ thể lực duy trì, cho dù mất loại này hậu viên duy trì, nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể trong 3 năm thời gian, Tốc độ tu luyện vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên, tu luyện Thiên Phú cũng chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khủng bố, bởi vậy, lúc này, Nạp Lan Kiệt mới chân chính cảm nhận được, Nạp Lan Yên Nhiên năm đó giúp động cử chỉ, khiến cho Nạp Lan gia tộc thừa nhận rất nhiều tổn thất. Một đại đấu sư chưa tới 20 tuổi, ai có thể cam đoan, một vài năm nữa, hắn sẽ cường đại đến loại nào? Một đấu vương cường giả, đó là có thể khởi động toàn bộ Nạp Lan gia tộc. Nếu là ngày sau Tiêu Viêm đạt tới cấp bậc này, không ai có thể nói trước được thực lực tiêu ra sẽ không lớn mạnh hơn một tầng thậm chí uy hiếp tam đại gia tộc cực kỳ nghiêm trọng hậu quả nạp lan kiệt và mặt chua sót càng thêm nồng đậm sau một lúc lâu mở con mắt ra lại thở dài một hơi nhìn qua như già đi rất nhiều tiêu lâm a ngươi có đứa cháu thật tốt một bên mộc thần cùng vài thế lực thủ lãnh khác nhìn kia sắc mặt chua sót của nạp lan kiệt tuy rằng đều là người sáng suốt không có đi đụng chạm tới vết thương của đối phương nhưng trong lòng lại đều không nén nổi có chút vui sướng khi người kia gặp họa. Nạp Lan gia tộc, bởi vì Nạp Lan yên nhiên cùng Vân Lam tông quan hệ ngày càng chặt chẽ. Việc này làm cho đế đo rất nhiều thế lực nổi lên lòng kiêng kỵ. Có thể làm cho bọn, họ rất vui mừng. Đại trưởng lão một gã áo bào trắng lão già, nhíu mày thấp giọng nói. Trước nhìn xem đi Vân Lăng sắc mặt chưa có biến hóa gì lớn cả. Nhẹ nhàng phất tay đem giọng nói vị trưởng lão lo lắng đè ép đi xuống, ánh mắt dừng ở giữa sân bóng đáng cô độc thanh niên, chậm rãi nói, tuy rằng thực lực của hắn có chút ngoài dự kiến của ta, bất quá cùng Yên Nhiên so sánh, vẫn là có một ít chênh lệch, hơn nữa Yên Nhiên đang tu luyện đấu kỹ đều là Vân Lam tông cao thâm phương pháp, thì chắc chắn trên tên vô danh tiểu tử đó một bậc, im lặng xem đi tầm mắt dừng lại ở trung tâm, Vân Lăng khuôn mặt bình tĩnh nhưng mà bàn tay trong áo bào cũng đang gắt gao nắm lại. Lão tựa hồ cũng cảm nhận được sự bất an. Giữa sân, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt đảo qua thân thể Tiêu Viêm, nở nụ cười lạnh nhạt cười để lấy dũng khí ấy mà. DG, đây cũng là cách cuối cùng để che giấu đi sự ngạc nhiên trong quá khứ. Trước đây, nàng chưa bao giờ xem thường tiêu viêm tu luyện thiên phú, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến không tới 3 năm, tiêu viêm cự nhiên có thể từ một cái đấu giả, cũng chưa đạt tới trực tiếp trở thành đại đấu sư. Loại thiên phú tu luyện này cho dù là nạp lan yên nhiên, có vân lam tông cùng với đan vương cổ hà, trợ giúp cũng là không thể không lâm vào cảm thấy líu lưỡi. Chậm rãi hút một ngụm hàn khí, nạp lan yên nhiên trên gương mặt lạnh nhạt dần dần, dần rút đi, khuôn mặt lộ ra sự ngưng trọng xem ra bây giờ nàng chính thức mới xem trọng tiêu viêm ngọc thủ nắm chặt trường kiếm nạp lan yên nhiên không nói lời vô nghĩa trước mặt thanh niên từng bị nàng coi là phế vật này đã muốn phải làm cho nàng hầu như phải đem toàn lực mới có thể đảm bảo thắng lợi trường kiếm run lên thanh thúy kiếm minh vang lên theo kiếm minh vang lên màu xanh nhạt đấu khí phía trên thân thể nạp lan yên nhiên cũng đột nhiên tăng vọt nháy mắt lúc sau đấu khí biến mất một bộ mảnh khảnh màu xanh nhạt đấu khí áo giáp bao trùm ở phía trên thân thể cảm xúc là lướt mềm mại, loài động vật không su ong, DG. Nạp Lan Yên Nhiên, triệu hồi áo giáp đấu khí so với áo giáp đầy khí chất cổ xưa của Tiêu Viêm, thì lại có vẻ tao nhã hơn rất nhiều, bên ngoài thân thể được sáo giáp bó sát lộ ra vẻ đẹp anh khí làm, cho toàn trường đang chú ý càng lôi cuốn ánh mắt nhiều người hơn, ta đoán trong trường chắc toàn nam hóc, DG. Áo giáp của hai người tuy nhìn từ bên ngoài vào, thì có chút giống nhau nhưng về bề ngoài mà xét, thì của Nạp Lan Yên Nhiên tinh xảo rất nhiều, mà của tiêu viêm thì lại có vẻ thô giáp một ít, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hai người tuy cùng là đẳng cấp đại đấu sư, nhưng xét về thực lực thì vẫn có một chút tranh lệch. Đấu khi ở kinh mạch chảy cuồn cuộn như con sông bình thường, nạp lan yên nhiên đôi mắt khẽ mở thân thể thoáng chậm lại, chợt mũi chân đột nhiên điểm mặt đất, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng. Ở trước mặt mọi người bắt đầu triển khai cuộc chiến với tiêu viêm, khoảng cách lúc đó giữa hai người bất quá hơn 10 thước mà thôi. Lấy tốc độ của nạp lan yên nhiên mà nói, bất quá chỉ vài giây, thân hình chợt lóe lên giữa phạm vi công kích. Thân kiếm ngắn tựa như độc xà mang sổ kiếm cương sắc bén, xảo quyệt tàn nhẫn đâm tới ngực Tiêu Viêm. Bình tĩnh nhìn trước mắt giật rào ngàn ngàn mũi kiếm, Tiêu Viêm bàn tay hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Huyền Trọng Thước, cũng vì thế mà đấu khí trong cơ thể bốc lên một cách gào rít trong kinh mạch, toàn cơ thể có thể cảm nhận được lực lượng. Vào lúc thanh kiếm được bao bởi màu xanh nhạt tiểu phong sắp tới trước ngực nửa thước thì Tiêu Viêm rốt cục động, một cước đá vào huyền trọng thước bên cạnh cắm trên mặt đất thân thể trượt sang trái nửa thước nhẹ né tránh công kích của nạp lan yên nhiên thiên phong thấy được tiêu viêm tránh né công kích của bản thân nạp lan yên nhiên cũng không có gì ngoài ý nghĩ ngọc trưởng thật nhanh xoay chuyển năm luồng phong thuộc tính đấu khí ngưng tụ thành xoắn ốc kiếm cương ở đầu ngón tay bắn ra cùng nhau quấn lại và biến thành một sợi chỉ màu xanh kéo theo bén nhọn tiếng phá gió vang lên thành một tia chớp bắn tới tiêu viêm Năm đạo sắc bén xoắn ốc kiếm quang mặc lực cản của không khí, cơ hồ chỉ chợt lóe và và đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Quang mang màu xanh đột nhiên run lên, chợt năm đạo xoắn ốc kiếm cương từ trung tâm ly khai nhắm vào năm bộ vị yếu hại trên cơ thể của Tiêu Viêm, bắn tới mang theo hung hãn kình phong làm cho Tiêu Viêm nhíu mắt. Kiếm cương này tốc độ thật nhanh cho dù là Tiêu Viêm cũng cảm thấy ngạc nhiên, khoảng cách ngắn như vậy muốn hoàn toàn tránh né, rõ ràng là không có khả năng, bởi tranh thủ chút thời gian, Tiêu Viêm bắn ra ba ngọn lửa màu xanh từ đầu ngón tay vừa vận hóa giải đạo kiếm cương, hơn nữa là đốt hết. Tuy ngăn cản được ba đạo kiếm cương, vẫn còn hai đạo đang hung hăng bắn tới hai bên tay của Tiêu Viêm, kiếm cương đâm trúng đấu khi khải giáp tiếp xúc, phát ra một trận nảy lửa cùng với âm thanh ma sát chói tai. Sau một lát, bởi vì năng lượng hầu như không còn kiếm cương cũng chậm rãi tiêu tán, mà đấu khí khải giáp trên người Tiêu Viêm cũng thoáng bị thủng hai lỗ không nhỏ, tuy rằng lỗ thủng đang dần được đấu khí chữa trị, nhưng lỗ thủ kia vẫn còn có thể thấy được nhàn nhạt vết máu xem ra công kích vừa rồi tiêu viêm cũng có chảy sức chút suối. Đương nhiên, đối với tiêu viêm mà nói, vết thương ngoài ra như vậy tự nhiên không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Bởi vậy, khi đối phương đem thế công sắc bén đánh vào thì bàn chân trái của tiêu viêm cũng hung hăng đá lên, tiếp theo là một tiếng oanh động. Thân thể của tiêu viêm hóa thành một đạo màu đen ảnh tuyến, cơ hồ dán mặt đất lóe ra bàn tiếp cận nạp lan yên nhiên, song trưởng chống đỡ, hai chân ẩn chứa hung mãnh kinh khí, hung hăng hướng cổ nàng đạp tới có thể nghe trong không khí tiếng vù vù, cho thấy tiêu viêm sử dụng kinh lực, không lưu tình, có tình gì đâu mà lưu. Cảm nhận được cái thế kia sẽ nhanh tiếp cận lấy mình, nạp lan yên nhiên đại mi hơi nhíu lại, trượt vòng eo uốn éo, nhất thời thân thể giống như cuồng phong bay phất phơ, tuy rằng chỉ lui ra nửa thước nhưng lại là vừa đủ tránh khỏi tiêu viêm, công kích phạm vi. Không có gì trần chờ sau khi tránh né đối phương công kích, nạp lan yên nhiên trưởng kiếm chấn động hóa thành một đạo thanh ảnh. Như một tia chớp hướng tới hai chân của tiêu viêm, chơi đòn này hiểm à nha, DG. Khi chân mình đến kiếm khí, tiêu viêm tay phải đột nhiên mở ra phía trước hung hãn vô hình kình khí bạo dũng thoát, ra thật nhanh oanh kích, lên ngực của nạp lan yên nhiên chiêu này được nè khuyến khích các bạn nam nên học. Thình linh xuất hiện ra kình khí công kích, đã làm cho nạp lan yên nhiên trở tay không kịp đành lùi về phía sau vài bước. Bất quá do có đấu khi khải giáp bảo hộ nên tiêu viêm, lần này phản công ngoại trừ phá giả đối phương thế công cũng chưa bị thu thương. Đối với điểm ấy trong lòng của tiêu viêm cũng rõ ràng hắn vốn không trông cậy vào xác định nhất kích, bởi vậy lúc nạp lan yên nhiên lùi ra phía sau thì bàn tay vỗ mạnh vào đất, hung hãn kình khí làm cho tảng đá cứng rắn vỡ ra từng cái khe nứt, thân thể nhảy thẳng lên, tựa quỷ mị đến gần thân thể nạp lan yên nhiên, chợt giống như núi lửa phun trào, bắt đầu bạo phát bắt đầu bắn tới. tiêu viêm sở trường am hiểu cận chiến, bởi vậy lúc này cánh tay, khử tay, chân, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đều trở vũ khí giết người lợi hại. Khử tay cánh tay múa máy, lực lượng vô cùng khủng bố làm, cho chung quanh trong hư không vang lên tiên tiếp âm bạo không ngừng. Mỗi một lần kinh khí đánh trượt đều sẽ lưu lại trên đá một vế sâu hãm. Đối mặt công kích hung hãn của tiêu viêm, nạp lan yên nhiên cũng không có chút yếu thế, tuy rằng bị áp sát người, nhưng ỷ vào thân pháp đấu kỹ kỳ dị có thể tránh thoát công kích nhiều lần. Trường kiếm huy động, kiếm khí nghiêm nghị, kiếm quang lóe ra hàng trên mặt đất vô số đạo thiết ngân. Phía trên quảng trường hai người chiến đấu dần tiến vào giai đoạn gay cấn, cường đại đấu khí cơ hồ phún dũng từ trong cơ thể hai người bắn ra khi đấu khí va chạm mãnh liệt những tiếng nổ vang không ngừng tăng lên trong sân thanh quang lóe lên đấu khí nóng chảy cùng với sắc bén kiếm cương không ngừng bắn ra mà hai đạo thân ảnh không ngừng di động kiếm minh thanh thúy cùng với đấu khí va chạm từ hai đạo thân ảnh truyền ra hơn nữa công kích của hai người càng ngày càng tăng lên càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng làm cho người ta líu lưỡi nhìn giữa sân hại đạo thân ảnh không ngừng lóe ra mơ hồ thân ảnh đệ tử Vân Lam Tông xung quanh đều như ngây dại, trước khi chiến đấu xảy ra bọn họ nghĩ nạp lan, yên nhiên ít nhất thi triển ra ba loại huyền giai đấu kỹ, thì có thể đả bại những người có thực lực cao hơn nàng vài tinh, nhưng bây giờ toàn bộ đã bị tiêu viêm hóa giải, đệ tử Vân Lam Tông mới hiểu được, ngày thường nghe các sư huynh đệ trong môn phái nói tiêu viêm, phế vật không biết tự lượng sức mình là lời đồn cỡ nào ngu xuẩn. Có thể cùng với đệ tử kiệt xuất nhất Vân Lam Tông nạp lan yên nhiên, đối chiến lấu như vậy mà chưa biểu hiện nửa điểm thất bại thì dùng mông cũng hiểu thanh niên thanh tú kia không phải là con lợn cho người ta làm thịt. Chương 333, gió nổi lên thái dương lặn tảng đá khổng lồ, trên quảng trường bị đấu khí mạnh mẽ cùng kiếm cương sắc bén, từ giữa sân không ngừng bạo xuất ra chung quanh mạnh mẽ in lại từng vệt sức rõ nét. Mọi người vào giờ phút này, đều nín thở đem ánh mắt căng ra theo dõi hai đạo nhân ảnh đang di động, như thiểm điện. Chiến đấu càng lúc càng gay cấn, và kịch liệt khiến rất nhiều người quan sát trái tim đều như muốn vọt ra ngoài. Nhìn biểu hiện ác liệt của song phương khi chiến đấu, Tưởng tượng ban đầu của bọn họ vốn tưởng là tiêu viêm không chịu nổi một kích, thì nay hắn lại chưa có nửa điểm hạ phong nào. Hơn nữa bằng vào lối đánh cận chiến cực kỳ hung hãn hắn còn đang ở thế tấn công, vậy mà mơ hồ có chút dấu hiệu trên tay nạp lan yên nhiên. Diễn biến hiện tại khiến nhiều vân lam, tông đệ tử vẫn tin tưởng việc nắm chắc phần thắng trợn mắt há mồm đương nhiên, không chỉ có đệ tử phổ thông vân lam tông có ảo tưởng như vậy, mà khi nạp lan yên nhiên liên tiếp sử xuất vài loại huyền giai đấu kỹ lại vẫn, như cũ đều bị dị hỏa của tiêu viêm, âm thầm ngăn cản thì trên thạch đài các trưởng lão của Vân Lam, tông sắc mặt cũng thoáng bắt đầu có nét không tự nhiên xuất hiện. Những loại đấu kỹ nạp lan yên nhiên vừa thi triển kia thậm chí ở trong Vân Lam, tông cũng thuộc loại khá cao cấp hơn nữa khó khăn khi tu luyện cũng không ít, hiển nhiên là có uy lực không nhỏ. Bằng vào thực lực của nạp lan yên nhiên, thi triển ra vài loại đấu kỹ này thì cho dù đối phương là một gã cường giả hơn, nàng hai ba tinh cũng vô pháp có thể nhẹ nhàng đem ngăn cản như vậy. Nhưng mà sự thật trước mắt lại hiển nhiên chứng minh cho bọn Vân Lăng, thấy những đấu kỹ uy lực không kém này toàn bộ lại bị tiêu viêm, một kẻ thực lực kém hơn, nạp lan yên nhiên một chút tựa như không tốn chút sức lực gì hóa giải. Đại trưởng lão, tiểu tử tiêu viêm kia tựa hồ có chút cổ quái. Mỗi một lần đấu kỹ của yên nhiên sắp công kích đến thân thể hắn là, tự nhiên sẽ xuất hiện một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại quỷ dị. Chính cỗ năng lượng quỷ dị này mới vừa rồi làm đấu kỹ của yên nhiên, không tranh thủ được chút thực chất hiệu quả nào một vị lão giả áo bào trắng ánh mắt đang gắt gao chăm chú theo dõi diễn biến giữa sân rốt cục cũng nhịn không nổi quay đầu đem sắc mặt ngưng trọng hướng vân lăng thấp giọng nói nghe được vài vị lão giả ngồi quanh vân lăng đều khẽ gật đầu bằng thực lực của bọn họ tự nhiên cũng là cảm giác được cỗ năng lượng mang theo nhiệt độ quỷ dị kia bất quá bởi vì tiêu viêm thi triển dị hòa ở tốc độ cao hơn nữa thủ pháp cực kỳ thần thục bởi vậy ngay cả đám người vân lăng cũng chỉ là ngờ ngợ nhưng bằng cảm giác siêu cường lại cũng nhận ra tiêu viêm đến tột cùng là sử dụng cái gì không cần hoảng cẩn thận cảm giác một chút vân lăng sắc mặt có chút âm trầm khoát tay áo con mắt chậm rãi nhắm lại đem đấu khí trong cơ thể cùng năng lượng ngoại giới liên kết bắt đầu giám thị toàn bộ động tĩnh của tiêu viêm nghe vân lăng phân phó mấy trưởng lão liền nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cũng tiếp tục trầm mặc đem ánh mắt đưa đến chàng chiến đấu kịch liệt ở giữa sân không lâu sau không trung bỗng nhiên vang lên hai tiếng rít xe gió hai cái nhân ảnh đột ngột hiện rõ trên một cây đại thụ chọc trời bên rìa quảng trường Ánh mắt đảo qua cuộc chiến không nhân nhượng phía dưới, thần sắc hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai cái nhân ảnh xuất hiện trên đại thụ chính là đám người gia hình thiên. Chúng nhân, tại trường đều đem ánh mắt và nụ cười nồng nhiệt tập trung tại thân ảnh bào phục xanh nhạt, khuôn mặt mang nét anh tuấn mặc dù đã trung niên. Xem ra người này ở gia mã đế quốc địa vị đủ khiến đám gia hình thiên pháp mã biểu hiện chút khách khí. Người tới chính là gia mã đế quốc đỉnh đỉnh đại danh đan vương Cổ Hà. Theo sau hắn là đồ đệ Liễu Linh giờ phút này cũng thu liễm khá nhiều vẻ kiêu ngạo khi còn ở đế đô lúc trước, chỉ im lặng theo sát sư phụ, mỉm cười đáp lễ sự tiếp đón của các nhân vật thế hệ trước nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn bộ dáng hắn lúc này tựa hồ bởi vì thất bại tại luyện dược sư đại hội nên thái độ hòa hảo hơn không ít. Ha ha, không nghĩ tới hai vị lại đến đây a. À. Bất quá hôm nay tông chủ vắng mặt khiến sự tiếp đón có chút sơ sài. Thật có lỗi. Cổ Hà hướng hai người chắp tay khách cười nói. Đối với hai vị cường giả danh vọng không nhỏ ở gia mã quốc này hắn đồng dạng cũng không dám có chút chậm trễ nào vị này là ánh mắt bỗng dừng hải ba đông bên cạnh cổ hà trên mặt thoáng hiện lên chút trần trừ bằng vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ hắn tự nhiên có thể nhận thấy được người này trên thân thể ẩn hiện một cỗ khí thế hùng mạnh hải ba đông hải ba đông hướng cổ hà chắp tay khuôn mặt luôn lạnh lùng cự người ngoài ngàn dặm lại phá lệ lộ ra một nét tươi cười hơi mang vẻ cứng ngắc tuy rằng luận bối phận hải ba đông so với cổ hà cao hơn rất nhiều nhưng trên cái thế giới cường giả vi tôn này ai có nắm tay cứng người ấy hiển nhiên sẽ được trọng thị mà cổ hà chẳng những là một vị đấu vương cường giả hơn nữa lại còn là luyện dược sư ưu tú nhất gia mã đế quốc thế nên cho dù là đấu hoàng cường giả cùng hắn gặp mặt cũng chỉ có thể đối đãi ngang hàng bởi vì hiển nhiên bất luận kẻ nào cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có được lực hiệu triệu khổng lồ thế nào băng hoàng hải ba đông nghe hải ba đông tự báo danh tánh cổ hà ngẩn ra thần sắc có chút kinh ngạc sau một lúc lâu sắc mặt mới khôi phục được vẻ bình thường, hướng Hải Ba Đông, khách khí cười nói, "Năm đó khi Cổ Hà còn tại giai đoạn lịch lãm đã hâm mộ thanh danh Hải lão, hôm nay được gặp quả nhiên là uy phong năm đó không giảm chút nào a." À. Hải Ba Đông cười cười, đối phương khách khí như thế hắn tự nhiên cũng không thất lễ. Đợi hai người khách khí với nhau xong, Cổ Hà lúc này mới đưa ánh mắt hướng tới giữa sân nhìn cuộc chiến đấu đang hồi gay cấn, đôi lông mày nhất thời nhướng lên kinh ngạc nói, "Người nọ hẳn là Tiêu gia Tiêu Viêm a." Ha ha đúng vậy xem ra cũng không phải là phế vật như lời đồn tiếng cười ở một bên vang lên cổ hà nhìn lại nguyên lai like là nạp lan kiệt đang góp lời cổ hà gật gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu viêm đang hóa thành một đạo bóng đen ở giữa sân kia trong lòng không khỏi kinh ngạc cái danh phế vật kia tự nhiên là không có chút thực tế hắn rất rõ ràng ba năm trước người kia bất quá ngay cả một cái đấu già đều chưa đạt được nhưng chỉ sau ba năm dĩ nhiên lại có thể đạt tới cấp bậc đủ để cùng nạp lan yên nhiên tranh phong phải biết rằng trong 3 năm này Vân Vận cũng nhờ hắn vì nạp lan yên nhiên, mà luyện chế không ít đan dược có thể gia tăng thực lực. Nhưng mà đó là do Vân Lam Tông tài lực hùng hậu ủng hộ, còn cái gã tiêu viêm kia có thể đạt tới đẳng cấp này, thì cần thế lực to lớn cùng với thiên phú tu luyện kinh khủng cỡ nào chứ? Trên khuôn mặt tươi cười điểm thêm một phần ngưng trọng, cổ hà khẽ cao mày, linh hồn lực lượng từ mi. Tâm phóng thích ra như tia chớp lượn lở trên quảng trường. Tốc độ di động của tiêu viêm đang nhanh như tia chớp đối với hắn lại như thong thả chậm rãi, trong tâm trí hắn hiện lên rõ ràng. Hiển nhiên nhất cử nhất động của tiêu viêm trong lúc này đều bị cổ hà, giám sát gắt gao. Dưới sự giám thị của các vị cường giả, hai đạo thân ảnh ở giữa sân trong mắt Vân Lam, tông đệ tử chỉ là một mảng mơ hồ lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Giữa sân hai đạo thân ảnh vẫn qua lại như thoi đưa chợt một lần nữa va chạm với nhau, văng ra. Tiếng nổ mạnh kèm theo năng lượng bạo phát hung hăng, đem cả hai chấn lui tới hơn 10 bước. Trận chiến đấu rốt cuộc xuất hiện khoảng lặng. Thân ảnh của Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng hiện lên rõ ràng dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Nhìn bộ dáng hai người đều sừng sốt không ít. Áo giáp trên thân thể Tiêu Viêm loang lổ vết kiếm, ở dưới vết kiếm thật sâu lại có thể mơ hồ nhìn thấy máu tươi đỏ sẫm rỉ ra. Tại lần cận thân chiến đấu điên cuồng vừa rồi hắn cũng từ Nạp Lan Yên Nhiên, ăn phải không ít đau khổ. Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, Nạp Lan Yên Nhiên, đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nguyệt bào vốn sạch sẽ giờ phút này lại có chút sộc sạch cộng thêm một cái dấu chân giành giành nơi bụng mái tóc đẹp rối bời xõa xuống cái trán phủ mồ hôi trơn bóng hàm răng cắn chặt hô hấp của nàng cũng hơi có chút rồn rập qua bộ dáng hai người xem ra lần chiến đấu kịch liệt này đã có chút phân cao thấp lúc hai người hiện thân trên quảng trường vốn đang vang lên những tiếng xì sầm lại lần nữa chìm vào im lặng tất cả mọi người giờ phút này bị cổ khí thế đối trọi gay gắt giữa hai người cuốn hút liền không dám lên tiếng đem tình thế vi diệu này phá vỡ gió nhẹ thổi qua lá khô xào sạc chung quanh hai người tĩnh lặng ngự trị qua một lúc lâu nạp lan yên nhiên rốt cục cũng động con người lanh lợi mang theo chút cảm xúc phức tạp ẩn sâu nhìn thanh niên đối diện sắc mặt lạnh lùng ngọc thủ chậm rãi rút đi giải băng buộc tóc màu thiên thanh khẽ nghiêng đầu đem mái tóc đen giống như ánh trăng lung linh nhẹ nhàng đổ xuống bờ vai ngọc mảnh khảnh trước đến nay nữ tử cởi bỏ dây cột tóc tơ lụa vương vấn rơi đi không ngờ lại có khí chất xuất thần động lòng người như vậy vô số người vốn là ôm ấp một mảng ái mộ lại tim đập tình thịt nàng muốn dùng vật kia nhìn hành động này của nạp lan yên nhiên đám người vân lăng trên bãi đá ngẩn ra lẩm bẩm tự nói xem ra tỉ thí hẳn là sắp kết thúc bất quá đem yên nhiên bước đến bước này cái tên tiểu tử tiêu ra kia thật sự rất mạnh a à, một gã trưởng lão áo bò trắng thở dài nói muốn xuất ra con bài tẩy nhà đầu kia thế mà cũng bị bước đến một bước này cổ hà khuôn mặt hiện lên một nét kinh ngạc nhẹ giọng nói đám người gia hình thiên chung quanh nghe được lời này của cổ hà đều dấy lên cảm giác ngạc nhiên đem ánh mắt chăm chú vào giữa sân trên tràng đấu theo mái tóc đen xóa xuống đôi mắt nạp lan yên nhiên cũng chậm rãi nhắm lại sau một lát chợt mở tóc đen không gió mà tự động dựng lên bay phất phới mà thân thể nàng cùng với mái tóc đen đang bay múa lại không có dùng ra chút cử động mượn lực hay hóa cánh nào bắt đầu quỷ dị bốc lên cao theo nạp lan yên nhiên thân hình chậm rãi bốc lên năng lượng quanh người nàng cũng giống như nước sôi sôi trào bạo phát ra. Một vòng năng lượng gợn sóng màu xanh nhạt đậm đặc, như thực chất từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán mà ra. Trường kiếm chậm rãi nâng lên chỉ xéo về phía tiêu viêm. Bên dưới quảng trường, mỗi một khắc trường kiếm lại khẽ rung, ánh nắng đang lan tỏa khắp không trung trong giây lát lại, như hướng tới trường kiếm phương hướng ngưng tụ lại. Vẻn vẹn trong chốc lát thời gian trên thân kiếm hào quang đại phát. Quang mang trói mắt tựa như trên bầu trời xuất hiện một mặt trời thứ hai vậy. Tiêu viêm chúng ta phân thắng bại đi thôi. Gương mặt trắng ngần phẳng phất nét cười bị hào quang phản chiếu tựa như trong suốt, nạp lan yên nhiên hướng tiêu viêm lần đầu tiên, từ khi gặp lại hô lên cái tên đã bị nàng chán ghét một thời gian dài. Tiêu viêm ngẩng đầu nhìn quang mang trói mắt kia. Trong hào quang này hắn, cũng cảm nhận được một cỗ năng lượng khủng bố đang điên cuồng tích tụ. Rốt cục cũng sử dụng con bài tẩy sao. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thanh niên rắn giỏi phía dưới, nạp lan yên nhiên hít sâu một ngụm không khí. Ngọc thủ trầm trọng nắm chặt trường kiếm, thong thả làm cho người ta cơ hồ không cảm giác được chút di động nào chậm rãi tiến tới. Mà theo cử động của trường kiếm, năng lượng gợn sóng cũng khoách tán càng lúc càng kịch liệt. Thản nhiên nhìn khoảng không phía trước, Tiêu Viêm tay phải nhẹ nhàng vươn ra, một ngọn lửa màu xanh phù một tiếng đột nhiên xuất hiện ở dưới cái nhìn chăm chú của toàn trường. Bạn đang đọc truyện tại http Chu Yên Phun. VN đây là tại khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, một ít Vân Lam Tông đệ tử bình thường cũng không cảm giác được điều gì khác thường, nhưng các trưởng lão cùng với đám cường giả trên cây đồng tử mắt lại trợn to, đặc biệt đám người già lão cổ cảm giác ngờ ngợ, trong lòng trước kia càng trở nên mãnh liệt. Trên không trung, trường kiếm đang di động chợt tạm dừng. Nạp Lan yên nhiên hàm răng cắn chặt, hai tay gắt gao nắm chắc trường kiếm đang không ngừng toát ra năng lượng khủng bố, cục diện lúc này ngay cả nàng cũng không khỏi khó có thể nắm chắc. Phút chốc, năng lượng trên trường kiếm đã đạt đến trạng thái đỉnh, Nạp Lan yên nhiên rốt cục cũng không còn áp xúc nữa mặt cười ngưng trọng quát lên một tiếng thanh thúy, trường kiếm phía trên vốn vẫn là tỏa nắng chói mắt lại lần nữa đột nhiên tăng vọt, trong nhất thời, ánh sáng mạnh mẽ trên thân kiếm cư nhiên lại có thể lấn át ánh dương quang trên bầu trời cao rộng, phong khởi lạc nhật diệu. Trên bầu trời vang lên tiếng ngân lành lót, năng lượng khủng bố đang dao động rốt cục cũng bạo phát, một cỗ kiếm khí sắc bén xuất hiện trên bầu trời phủ xuống, phô thiên cái địa bao phủ đất trời, hướng tiêu viêm hung mãnh đánh tới, sàn đấu cứng rắn là thế mà tại sự áp bách của cổ kiếm khí sắc bén kia lại vỡ tung tóe ra từng đạo khe nứt sâu hoắm. Cảm nhận được cổ kiếm khí khủng bố trên bầu trời kia, đám đệ tử Vân Lam tông vội vàng thủ thế, đấu khí bên trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng bạo phát, cuối cùng ngưng tụ thành một cái lồng năng lượng thật lớn cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái quảng trường. Như vậy mới vừa vặn thoát khỏi sự uy hiếp mà kiếm khí trên bầu trời tạo thành. Cứ nhiên lại là phong chi cực a, không nghĩ đến Vân vận ngay cả cái này cũng dạy cho nàng bất quá uy lực lần này lại không phát huy ra được đến 3 trên 10 a. Ngẩng đầu nhìn kiếm khí kia giống như một vầng dương đánh xuống. Gia Hình Thiên lẩm bẩm nói, thế này tiểu tử kia có lẽ phải chịu, mắt chuyển hướng tới Tiêu Viêm trong sân, Gia Hình Thiên lời nói còn chưa dứt thì đồng tử hắn chợt co lại. Chỉ thấy Tiêu Viêm giữa sân bỗng nhiên theo, từ nạp dưới lấy ra một quả viên thuốc tím đậm cho vào miệng nhai nhẹ. Chợt, há miệng phun ra một đoàn tử hỏa dừng lại ở trên tay trái. Trạng thái này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu viêm miệng phun tử hòa gia hình thiên con mắt cơ hồ híp lại thành một cái đường thẳng ngày ấy trên quảng trường hoàng gia tên thanh niên nham kiêu kia cũng có chiêu như vậy a à. quay đầu trao đổi cùng pháp mã một cái liếc mắt hai người đều lộ ra biểu tình cực kỳ quái dị cùng phấn khích xem ra cuối cùng cũng xác định được một chút về gã nham kiêu kia chính là tiêu viêm a à. đương nhiên cử động này của tiêu viêm cũng không phải là chỉ có pháp mã gia hình thiên mới thấy rõ nạp lan kiệt một thần đám người này trên đại thụ cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật trọng yếu nhất cũng không phải là mấy người này mà chính là Nạp Lan Yên Nhiên đang huyền phủ trên không trung, vừa mới phóng xuất ra đấu kỹ khủng bố kia. Chương 334: Bộc lộ trên bầu trời, Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn phía dưới Tiêu Viêm, vừa rồi hành động phun ngọn lửa tím từ miệng kia của hắn, cùng với ngọn lửa màu xanh trên bàn tay, khiến cho trong đầu nàng lại chậm rãi hiện lên hình ảnh đã tạo thành ấn tượng sâu đậm chính là gã thanh niên tên Nam Kiêu kia cả hai bóng dáng gầy yếu đồng thời hiện lên ở trong đầu dần dần tiếp xúc nhau, rất nhanh chóng hoàn toàn dung hợp vào làm một. Ngoại trừ gương mặt ra, giờ phút này tiêu viêm bất kể khí chất hay vẻ mặt, so với ngày ấy trên quảng trường hoàng gia, lấy lực lượng bản thân phấn đấu đánh bại thanh niên luyện dược sư đến từ xuất vân đế quốc, không hề khác biệt. Nham kiêu viêm, nham kiêu viêm tiếng lầm bẩm khẽ từ trong miệng truyền ra, vào giờ khắc này nạp lan yên nhiên tựa như tỉnh ngộ, trong giây lát hiểu được một vài điều vị trẻ tuổi kia nhờ vào luyện dược sư đại hội trở thành nhân tài kiệt xuất trong gia mã đế quốc cho dù là ngay cả nàng nạp lan yên nhiên tính tình vốn cao ngạo như vậy cũng nhịn không được trong lòng sinh ra bái phục vị thần bí thanh niên này kẻ ba năm trước từng bị coi là thiếu niên phế vật nạp lan yên nhiên hàm răng cắn cắn vào môi đỏ mọng trên khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt không ngừng biến đổi ngọc thủ che miệng thân thể cứng nhắc hệt như bị sấm sét bổ chúng tê tê gần như không thể khống chế được cái cảm giác đột nhiên phát hiện ra này khiến cho đầu óc bình tĩnh của nạp lan yên nhiên trong nháy mắt biến thành tương hồ vẻ mặt xinh đẹp vốn luôn luôn hờ hững giờ phút này trở thành trắng bệch dù sao người cùng tuổi khác phái đầu tiên khiến cho nạp lan yên nhiên tâm sinh bái phục và háo hức khác thường lại là gã thiếu niên năm đó bị nàng gần như coi là phế vật dẫm đạp lên tôn nghiêm cái này gần như là hai tầng trời tranh lệch khiến cho nạp lan yên nhiên có cảm giác thoáng như đang trải qua một giấc mộng hắn là nham kiêu trên ngọn cây sự việc thình lình xảy ra cũng khiến cho đám gia hình thiên pháp mã nạp lan kiệt rơi vào đờ đẫn có lẽ trước đó hai người sớm đã mơ hồ có một chút cảm giác nhưng sau khi sự thực xuất hiện ở trước mắt bọn họ vẫn có chút cảm giác hoang đường nham kiêu tiêu viêm chúng ta thực sự là lão hồ đồ rồi pháp mã lắc lắc đầu than thở một tiếng nhìn thanh niên có thân hình gầy yếu ở giữa sân cười khổ nói không nghĩ tới a à. tên tiểu gia hỏa này không chỉ ở trên phương diện luyện đan thiên phú xuất chúng như vậy thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện cũng khủng bố đến mức này ôi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a à. đích thực gã thanh niên này tiềm tàng khả năng phi thường nạp lan gia và vân lam tông lần này xem ra như là chọn sai đối tượng áp bức rồi tổn thất nặng nề nhất chính là gia hình thiên trên khuôn mặt biểu tình hơi cổ quái có chút từng xem tiêu viêm ở luyện dược sư trên đại hội biểu hiện hắn tự nhiên hiểu rất rõ gã thanh niên này rốt cuộc có khả năng tiềm tàng khổng lồ như thế nào chỉ cần dành cho hắn đủ thời gian gia hình thiên tin tưởng cho dù là thực lực của vân lam tông e rằng đối với hắn cũng phải có chút kiên kỵ nạp lan ra lần này quả thật là muốn hối hận đến tận xương tủy phía trên cây đại thụ mộc thần cùng với đám mễ đặt nhĩ sơn trên khuôn mặt đồng dạng đều che kín sau một lát bọn họ quét ánh mắt về phía nạp lan kiệt đang hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm trên khuôn mặt nhịn không được tràn đầy ra thừa nhận một chút đồng tình hô thở ra một hơi thật sâu rồi rất nhanh lại ra sức hít vào trong bụng cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần nạp lan kiệt rốt cục cũng đem trên khuôn mặt đờ đẫn thức cười kia thả lỏng xuống bàn tay cố gắng bình tĩnh không run rẩy nhưng mà chỗ để chân lại không ngừng run rẩy cùng với ngọn cây và cành lá khiến cho sự bối rối cùng lúng túng hoàn toàn hiển lộ ra ngoài tiêu viêm lại là nham kiêu nạp lan kiệt ánh mắt gắt cao chăm chú nhìn thanh niên đứng giữa sân trong đầu hiện ra bóng lưng khoác chiếc áo bò luyện dược sư dần dần bao trùm mà lên nhau cuối cùng hoàn hảo dung hợp làm một, khóe miệng nhịn không được hơi run run, trên khuôn mặt Nạp Lan Kiệt vẻ mặt lúc này có cảm giác như nói không nên lời, nếu như nói với thực lực Tiêu Viêm hiện ra trước kia đã khiến cho Nạp Lan Kiệt có một ít cảm thấy khổ sáp mà nói, mà hiện tại lại xuất hiện dưới một thân phận khác, điều này thật sự khiến cho trái tim Nạp Lan Kiệt mãnh liệt đập thình thịch. Một thanh niên không chỉ có thiên phú tu luyện xuất sắc, hơn nữa về phương diện luyện đan cũng có thiên phú xuất sắc, sự việc khủng bố này làm cho người khác khen không dứt miệng, người như thế gần như là bất luận thế lực nào cũng muốn tiên phong tranh cướp đoạt nhân tài ai có hắn gần như là lập tức có một tên siêu cấp cường giả trong tương lai nạp lan ra của hắn vậy mà lại đem thanh niên có khả năng tiềm tàng cực kỳ khủng bố này đẩy ra khỏi cửa chính trong khoảng thời gian tiêu viêm hóa thân làm nham kiêu nạp lan kiệt cùng hắn tiếp xúc cũng coi như quen thuộc cũng chính là vì thế hắn mới có thể càng hiểu rõ ràng nhận ra được người thanh niên xuất sắc này trong số người trẻ tuổi nhiều năm qua như vậy là không tìm thấy Bất luận khả năng tiềm tàng hay tâm trí, người này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất, mà có cả hai thứ này, Nạp Lan Kiệt cũng không nghi ngờ tương lai người thanh niên này có khả năng đạt tới cấp bậc vượt qua rất nhiều đỉnh phong cường giả ở gia mã đế quốc. Mà một người vốn cần thiết đối với chống đỡ tương lai cho Nạp Lan gia, hơn nữa khả năng tiềm tàng vô hạn cường giả, năm đó lại bị Nạp Lan Yên Nhiên lấy một loại phương thức tổn thương người nhất, đẩy đi khỏi phe cánh Nạp Lan gia tộc, tạo nên hoàn cảnh bây giờ đao kiếm gặp gỡ hai loại hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng khiến cho trái tim nạp lan kiệt truyền đến từng đợt cảm giác có rút đau đớn ôi thở một hơi thật dài nạp lan kiệt giờ này khắc này cũng không biết nói cái gì hơn với khúc mắc của tiêu viêm đối với nạp lan yên nhiên chẳng lẽ nạp lan kiệt còn có thể cho rằng bằng vào một đôi lời của mình liền có thể làm cho hắn cùng với nạp lan yên nhiên quay về hòa hợp vì cái ba năm ước định này tiêu viêm khổ tu ba năm cho dù nạp lan kiệt cũng không biết ba năm này tin tức của tiêu viêm xác thật hay không, nhưng mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ, muốn thực lực tăng lên mãnh liệt như vậy, cho dù bản thân thiên phú tuyệt hảo, không thể không có trả giá mà người thường khó có thể kiên trì được. Nguồn chuyện, đơn độc khổ tu, cũng là tuyệt đối không có thể đạt được hiện tại tình trạng, ho dữ dội một tiếng, khuôn mặt nạp lan kiệt vốn hồng hào không tự giác trở nên u ám một ít, bởi vì nỗi lòng phức tạp, hắn lúc này nhìn qua dường như đột nhiên già yếu đi rất nhiều, bộ dáng mệt mỏi, khiến cho người chung quanh hiểu được, đả kích lần này đối với người trèo chống nạp lan gia tộc thật sự là quá lớn. Dù sao, bất kỳ ai thấy một tên con rể phế vật vốn bị gia tộc vứt bỏ, bỗng nhiên biến hóa, nhanh chóng, trở thành như thế kia, thân phận đủ để cho mọi người dương mắt mà nhìn, ai có thể bảo trì yên lặng đây. Đặc biệt vẫn là khi con rể, vốn ban đầu có thể trở thành tấm chắn dày bảo hộ nạp lan gia tộc, nhưng vì bọn họ diễn tấu ngăn cản tạo thành mưa to gió dữ, nên hiện tại tấm chắn kia lại biến thành trường mâu sắc bén chĩa vào bọn họ một mũi trường mâu đáng sợ uy nghiêm khiến cho nạp lan kiệt cảm thấy lạnh cả người nham kiêu là tiêu viêm tiêu viêm là nham kiêu ngoài ra còn có liễu linh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu viêm ở giữa sân thất thanh nói thanh niên kia là người đạt được quán quân luyện dược sư đại hội lần này nghe vậy cổ hà nhíu mày quay đầu hỏi ân liễu linh gật gật đầu cười khổ nói không nghĩ tới hắn lại là tiêu viêm chúng ta tất cả mọi người bị hắn qua mặt che giấu Vừa nói chuyện, Liễu Linh trong lòng trái lại vừa nặng nề thở dài một hơi, nham kiêu chính là tiêu viêm. Như vậy hắn đối với nạp lan yên nhiên chắc hẳn không có cảm giác gì. Đã như vậy, đối thủ ban đầu bị hắn coi là cực mạnh này, trái lại hư không biến mất. Điều này đối với Liễu Linh mà nói không thể nghi ngờ là một việc vui. Căn cứ ta nói biết, ba năm trước đây tiêu viêm, cũng không biết luyện dược thuật, như thế mới ba năm thời gian, lại có thể luyện chế ra tam hoa văn linh đan màu xanh, loại đan dược cấp bậc tứ phẩm, nếu đây là thực sự vậy thì thiên phú luyện dược của hắn cũng thật là đáng sợ cổ hà trầm giọng nói mặc dù nói ra có một ít dọa người nhưng trong số người trẻ tuổi hắn lại là người mà ta duy nhất bái phục hắn trên thiên phú luyện đan thực sự rất khủng bố liễu linh nghiêm túc nói ngươi cũng có thể nhận thua người khác xem ra lần này đại hội thất bại đối với ngươi cũng có lợi không ít a à, ít nhất sẽ không tiếp tục bừa bãi như trước kia nữa hơi có một chút kinh ngạc liếc liếc mắt nhìn liễu linh cổ hà nói lấy nhận biết của hắn đối với chính đệ tử của mình tự nhiên là rõ ràng sự kiêu ngạo trong lòng hắn không nghĩ tới hắn lại có thể đối với cái tên tiêu viêm này rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ hơn một vài tuổi cảm thấy tâm phục nghe vậy liễu linh ngượng ngập cười cười không dám tiếp tục câu chuyện hắn cũng biết thói kiêu ngạo trước kia của chính mình đã khiến cho cổ hà phải chịu không ít đau đầu ngọn lửa màu xanh trong tay hắn xác nhận là một loại dị hỏa còn ngọn lửa màu tím kia thì hình như là một loại thú hòa chắc là từ trên người ma thú bậc cao giai nào đó thu được. Cổ Hà không hổ là luyện dược đại sư, liếc mắt liền là nhìn ra chi tiết thanh liên địa tâm hỏa, cùng với ngọn lửa màu tím trong tay Tiêu Viêm. Có thể đem hai loại ngọn lửa khống thuần thục như vậy, linh hồn lực lượng của Tiêu Viêm không kém a, à, cũng khó trách ngay cả ngươi cũng có thể bại trong tay hắn, đồng thời để khống chế hai loại ngọn lửa Này cho dù là một vài tứ phẩm luyện dược sư, cũng khó làm được. Cái gọi là ngoại hình xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, vẻn vẹn là sơ lược đảo qua, Cổ Hà liền nhìn ra một ít chỗ đặc biệt của tiêu viêm. Liễu Linh vội vàng gật đầu. Nhưng mà ngọn lửa màu xanh này, sao khiến cho ta có một ít cảm giác quen thuộc? Giữa đôi lông mày bỗng nhiên cao, cổ Hà nghi hoặc thấp giọng nói. Ngọn lửa màu xanh dị hỏa trong miệng chậm rãi lẩm bẩm, cổ Hà sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi lúc sáng lúc tối, hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước hắn ở trong đại sa mạc tháp qua nhĩ hao hết trăm cây nghìn đắng không tiếc, xông thẳng vào sâu trong sa mạc cùng Mỹ Đỗ toa nữ vương gây xung đột, cuối cùng không phải là vì một loại dị hỏa màu xanh sao. Sau khi từ sa mạc trở về, cổ hà cũng là hiểu rõ một vài thứ. Hành trình sa mạc đoạt lửa của bọn họ lần này, dường như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của người khác. Đoàn người cố gắng cuối cùng đều làm của hồi môn giúp cho thần bí nhân kia. Con mắt chậm rãi hư hít, cổ hà ánh mắt nhìn chăm chú gương mặt tiêu viêm. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy này gương mặt, giống như đã từng quen biết, cho mày một lúc. Cổ hà con người mắt chợt co rụt lại, hắn cuối cùng đã nghĩ ra, lúc trước ở trong sa mạc bọn họ trong lúc vô tình thấy từ trong tay vị thủ lĩnh kia tha cho một người trẻ tuổi chính là tiêu viêm trong đầu ý nghĩ như tia chớp vận chuyển lúc trước từng cái nghi hoặc cũng là vào thời gian này giống như nước chảy thành sông bị đả thông đi qua khó trách đoàn người hành tung bị người nắm chắc giành mạch khó trách ở bọn họ cùng mỹ đỗ toa nữ vương kéo dài thì có người dẫn đầu lén lút chạy vào trong thành đạt được dị hỏa từng chút bí ẩn kết hợp với nhau cuối cùng bất ngờ hiện ra gương mặt xinh đẹp của thanh niên kia hô sâu thở ra một hơi, cổ hà cuối cùng giật mình hiểu ra, lúc trước kia, nhờ có bọn họ làm phiền Mỹ đỗ toa nữ vương, ngồi làm ngư ông đắc lợi, cho dù không phải tiêu viêm tự mình làm, nhưng việc này cũng tuyệt đối với hắn không thể trốn tránh quan hệ. Hảo tiểu tử A, à, lại đem chúng ta đều cho vui đùa sao? Vừa bẻ bẻ hai tay giấu trong tay áo, cổ hà vừa hít mắt nhìn tiêu viêm ở giữa sân, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Chính mình dẫn đầu một đội hình ở Gia Mã Đế Quốc có thể đi ngay ngang, nhưng mà cuối cùng đem đồ vật đặt, vào trong tay một gã thiếu niên còn chưa đủ 20 tuổi. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào, nhưng mà hiện tại cứ phải giải quyết khó khăn trước mắt đi. Phong chi cực của Yên Nhiên cũng không phải là có thể dễ dàng coi thường a. À. Chương 335. Tiểu hình Phật nộ hỏa liên gió mát thổi qua bầu trời làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đang kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Khi lấy lại tinh thần, Ngọc Thủ Nạp Lan Yên Nhiên vung lên cơ hồ là theo phản xạ muốn kéo lại kiếm quang trở về, xong lấy thực lực của nàng hôm nay có thể thi triển phong cực lạc cũng đã rất miễn cưỡng, cho nên muốn thu hồi lại càng không có khả năng, bởi vậy nàng cũng chỉ có trơ mắt, mà nhìn trường kiếm có uy thế hủy diệt thiên địa giống như ánh mặt trời hung hăng đánh mạnh về phía tiêu viêm đang đứng giữa quảng trường. Khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt nhìn trường kiếm, trong lòng nạp lan yên nhiên bây giờ giống như ma loạn, trong lòng nàng cũng rõ ràng, trong lòng nàng đối với cái tên nham kiêu kia, mặc dù hắn có khuôn mặt rất bình phàm, nhưng lại sở hữu thực lực khiến cho nàng phải hâm mộ, mà có chút phức tạp cảm tình. Đúng vậy, Người này làm làm cho tâm tình nàng rất phức tạp. Mặc dù nàng cùng với Nham Kiêu tiếp xúc không lâu, nhưng khi Tiêu Viêm sử dụng thân phận này cũng không kiêng kỵ gì, mà lại làm cho người ta cảm thấy rung động vì thực lực của hắn. Trong tay cầm dị hòa trị liệu lạc độc cho nạp lan kiệt, mà ngay cả Đan Vương Cổ Hà cũng không chữa được, tham gia luyện dược sư đại hội, hơn nữa lại một mình ngăn cơn sóng dữ, vì luyện dược sư công hội của đế quốc đoạt được vinh dự, mà tưởng chừng như đã mất đi, một màn ấy làm cho lòng người thú huyết sôi trào, làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ đánh mất trái tim những thành tích hiển hách ấy cho dù là nạp lan yên nhiên là một nữ tử xuất sắc cũng phải cảm thấy hoa mắt người nữ tử nào lại không muốn người nam nhân mà mình thích được vạn chúng ủng hộ tất nhiên là anh hùng luôn sánh với mỹ nhân đồng dạng mỹ nhân cũng thích anh hùng nham kiêu ngày đó hành động ở đại hội luyện dược sư tại gia mã đế quốc cũng không thẹn có hai chữ anh hùng nạp lan yên nhiên cho dù cao ngạo đến đâu thì cũng là một nữ nhân hơn nữa dưới thời khắc vạn chúng tung hô đích xác làm cho người ta mê mẩn bởi vậy trong lòng như có loạn ma vây quanh nạp lan yên nhiên theo phản xạ muốn đem trường kiếm thu trở về bất quá cuối cùng nàng cũng an tĩnh xuống hàm răng cắn lấy làn môi đỏ mọng nhìn chằm chằm tiêu viêm đang đứng phía dưới tâm tỉnh trong mắt mang theo trăm mối phức tạp ngẩng đầu nhìn quang mang không ngừng phóng đại tiêu viêm cũng đồng dạng phải có sơ hiện bất quá hắn vẫn không quá mức để ý đến thân phận bị bại lộ mà hắn nghĩ cũng không cần phải che giấu hai tay giơ lên thanh sắc cùng với tử sắc chậm rãi hiện lên hai đoàn thanh sắc từ trên tay tiêu viêm bắt đầu bùng lên khí thế không một chút yếu thế đối với phong cực lạc hai tay giơ lên hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kịch liệt ba động hỏa diễm điên cuồng độ ấm nóng chảy không ngừng nâng cao hắn muốn làm gì nhìn cử động cổ quái của tiêu viêm trên đại thụ đám người cổ hà pháp mã nhất thời sửng sốt khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt người này muốn dung hợp hai loại dị hỏa lại với nhau không hồ là lục phẩm luyện dược sư cổ hà suy nghĩ một lát liền hiểu được mục đích của tiêu viêm vẻ mặt lập tức kinh ngạc hắn điên rồi bất đồng dị hỏa muốn dung hợp một chỗ chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả thân là lục phẩm luyện dược sư cổ hà tất nhiên rất rõ ràng muốn dung hợp hai loại dị hỏa không cùng dung tính thì cái này rất khó khăn cơ hồ là không thể tất nhiên cổ hà dám khẳng định mình không có can đảm để dung hợp dị hỏa cũng chưa từng nếm thử qua dù sao cổ hà cũng không phải cái loại tiêu viêm này liều mạng dung hợp hỏa diễm cắn trả đối với luyện dược sư mà nói quả thật là một chuyện kinh khủng pháp mã cùng gia hình thiên liếc nhìn nhau khuôn mặt có chút nghi hoặc bất quá lúc trước ở luyện dược sư đại hội tiêu viêm đã tạo nên kỳ tích cho nên đối với tiêu viêm dung hợp dị hỏa cũng có chút chờ mong thật sự muốn sử dụng sao nhìn cử chỉ của tiêu viêm khuôn mặt của hải ba đông nhịn không được cũng trở nên có chút không được tự nhiên mặc dù biết loại dung hợp này đối với thực lực của lão cũng không có sự uy hiếp bất quá nhớ đến lần trước tiêu viêm dung hợp nổ mạnh làm cho hải ba đông cũng suýt chết cho nên trong tâm lý của lão vẫn cứ tồn tại một bóng ma bởi vậy khi nhìn thấy tiêu viêm muốn dung hợp dị hỏa thì nhịn không được có một loại muốn tránh xa bất quá hoàn hảo lúc này hải ba đông vẫn chưa làm ra việc gì thất thố Mãnh mẽ đè ép hít thở trong lòng xuống ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào giữa sân hai cỗ thanh tử hỏa diễm càng ngày càng gần một cỗ năng lượng hung mãnh không ngừng từ hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra làm cho những người xem ở quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc sắc mặt bình tĩnh nhìn hai đoàn hỏa diễm biến hóa khuôn mặt tiêu viêm hơi trầm xuống hai cánh tay đột nhiên vỗ mạnh ra thình thịch hai đạo hỏa diễm hung hăng va và chạm vào nhau từng đạo tiếng vang không ngừng từ trong bàn tay tiêu viêm truyền ra sau đó tiêu viêm cũng không để ý hai tay có chút di động linh hồn lực lượng nhanh chóng khoách tán bao vây lấy hai luồng hỏa diễm dựa theo kinh nghiệm dần dần thao túng nó hai tay tiêu viêm tốc độ càng ngày càng nhanh quang mang nhàn nhạt, nhạt đột nhiên giống như tiếng sấm từ lòng bàn tay khoách tán ra chỉ trong chốc lát tiêu viêm thở ra một hơi song trưởng từ từ buông ra thanh tử hai đạo quang mang đột nhiên quang mang đại thịnh quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt, ánh mắt mọi người nhìn về hướng tiêu viêm, tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn trên bàn tay của tiêu viêm, là một đóa thanh tử hỏa liên chậm rãi đang xoay tròn. Đây là, cổ hà kinh dị nhìn thanh tử hỏa liên đang xoay trên bàn tay tiêu viêm, khuếch tán linh hồn cả quảng trường trong thoáng chốc nhãn đồng đột nhiên co rụt lại. Thật tốt cũng táo bạo, năng lượng dị hỏa quả nhiên dung hợp, nhìn chúng nó đối lập mà sinh ra sự nổ mạnh, người này dĩ nhiên có thể làm được. Là lục phẩm luyện dược sư, cổ hà cũng rõ ràng, hai cỗ dị hỏa nếu dung hợp thì sẽ sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ nhưng muốn dung hợp hai loại dị hỏa mà lại muốn khống chế nó thì hai loại dị hỏa phải bình hành trong tay mà một khi có một cỗ dị hỏa chỉ thấp hơn một chút thì sẽ tạo ra nổ mạnh như vậy thì không thể đả thương địch nhân trái lại chính là đả thương mình cổ hà cũng không biết rằng bằng vào lực lượng của bản thân của hắn có thể hay không hoàn mỹ dung hợp hai loại hỏa diễm bởi vì hắn cũng chưa từng thử qua bất quá dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà xem thì loại dung hợp này cực kỳ khó khăn tứ phẩm hoặc ngũ phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc làm được nhưng người thanh niên kia dung hợp tựa hồ cũng có chút dễ dàng điều này sao không làm cho cổ hà cảm thấy kinh dị người thua cho hắn cũng không oan a à. thở dài một hơi cổ hà quay về phía liễu linh nói liễu linh sắc mặt ngưng trong gật đầu mặc dù cảm giác của hắn không bằng cổ hà nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy năng lượng không lồ của lưỡng sắc hỏa liên tỷ thí lúc này ai thắng ai thua cũng không thể nói trước cổ hà lầm bẩm nói bạn đang đọc chuyện được copy tại hắn làm ra vật gì thế? Phía trên thạch đài, nhìn thanh tử hỏa liên trên tay tiêu viêm, vân lăng nhíu mày nói. Không biết, bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn nhau mờ mịt lắc đầu. Khẽ cau mày, bàn tay vân lăng nắm chặt, không biết vì sao trong lòng lại có điểm bất an. Tất cả ánh mắt ở quảng trường đều chầm chằm nhìn vào vật ở bàn tay tiêu viêm, mặc dù không biết uy lực của thanh tử hỏa diễm. Bát quá đệ tử của Vân Lam Tông cũng cảm giác được, một số đệ tử đã bắt đầu ngừng tụ đấu khí để bảo vệ bản thân năng lượng rất cường đại, người này càng ngày làm cho người ta nhìn không thấu. Ánh mắt pháp mã rời thanh tử hỏa liên nhìn qua ra hình thiên đều cười khổ, trong lòng có chút thở dài, từ khi nhận thức tiêu viêm bọn họ đã chứng kiến trên người hắn bao nhiêu là, sự kinh ngạc, bàn tay không ngừng di động lên xuống, mà đóa huyền phù thanh tử hỏa liên cũng theo bàn tay không ngừng cao thấp di động, ngửa đầu lên nhìn cỗ kiếm khí sắc bén nóng chảy mang theo áp lực cơ hồ làm, cho thân thể của tiêu viêm, thoáng có chút run rẩy. Hai chân khẽ di động, tiêu viêm hít sâu một hơi, trong nháy mắt đột nhiên nhìn đóa thanh tử hỏa liên nhẹ giọng lẩm bẩm nói đi thôi phật nộ liên thanh âm vừa hạ xuống thanh tử hỏa liên đột nhiên rời khỏi bàn tay tiêu viêm nhanh như chớp hóa thành một đạo lưu quang giống như lưu tinh hướng về phía thiên kiếm quang bay tới trên quảng trường vô số đạo ánh mắt nhìn về đạo lưu quang đang bay như tia chớp tại không trung cuối cùng giống như vẫn thạch va chạm vào nhau cùng hung mãnh chạm vào nhau O-O-O-N-H một thanh âm vang vọng khắp cả vân lam sơn Chương 336, kết thúc tiếng nổ như sấm vang lên khắp quảng trường, giống như lửa giận của Lôi Thần, làm tâm thần người ta nhịn không được có chút run rẩy. Tiếng nổ qua đi, tiếp theo là vụ va chạm như núi lửa bộc phát của năng lượng. Hai luồng năng lượng hung hãn tiếp xúc trên không trung, đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa trong chúng. Nhất thời, một cơn cuồng phong trống rỗng xuất hiện trên không của quảng trường. Ngay cả không khí vô hình cũng bị năng lượng va chạm làm vạn vẹo mơ hồ, cuồng phong gào thét mà qua, luồng sóng năng lượng xung kích trên không trung tựa như thiên hỏa hàng lâm cuốn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Phốc suy phốc suy, luồng sóng năng lượng xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự cháo của đệ tử Vân Lam Tông, thiết lập ra. Nhưng họ vẫn đánh giá quá thấp kình đạo kinh khủng của hai luồng năng lượng sinh ra khi va chạm. Lập tức, chiếc phòng ngự cháo yếu ớt này bị phá vỡ hoàn toàn. Một số đệ tử Vân Lam Tông thực lực hơi yếu đều sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi. Gia tăng phòng ngự cháo, nhìn thấy luồng năng lượng xung kích đẩy ngã một đám Vân Lam Tông đệ tử. Vân Lăng vội vàng quát to. Dạ. Nghe Vân Lăng quát, gần một nghìn đệ tử Vân Lam Tông ở đây đều hét lên ứng thanh. Tiếng hét chỉnh tề vang thẳng lên trời, đem cả tiếng nổ trên không trung cũng tạm thời át chế. Hay. Theo tiếng hét chỉnh tề vang lên. Nhất thời từng đạo đấu khí hào quang màu sắc khác nhau bạo phát ra, từ thân thể các đệ tử Vân Lam Tông. Những luồng đấu khí này nhanh chóng xoay quanh người họ rồi nhanh chóng tiếp xúc, dung hợp chỉ trong nháy mắt, đã hình thành một phòng ngự cháo đủ mọi màu sắc bao quát hơn nửa quảng trường. Oanh! Khi phòng ngự cháo vừa hoàn thành, cỗ năng lượng kinh khủng trên không trung cũng hung hăng bạo phát, nện vào vào phòng ngự cháo như một tảng đá lớn bị ném vào hồ nước. Từng đạo khí lãng không ngừng lan rộng ra. Dù vậy, phòng ngự cháo mà đệ tử Vân Lam Tông thiết lập lần này cũng không gặp phải nguy cơ bị công phá. Khi năng lượng va chạm trên bầu trời, trên các khán đài cao của quảng trường, ngoại trừ pháp mã, gia hình thiên, hải ba đông cùng với cổ hà mấy người những người còn lại vì bảo đảm an toàn đều phất tay triệu hồi ra năng lượng hộ cháo đồng thời lùi về phía sau một đoạn khoảng cách tuy nạp lan yên nhiên cùng tiêu viêm thực lực mới chỉ là đại đấu sư nhưng đòn công kích của hai người sau khi va chạm bạo phát ra năng lượng cho dù là một vị đấu linh cường giả cũng không dám bị cuốn vào khi không có chuẩn bị trên quảng trường cứng rắn dưới sự trùng kích của năng lượng không ngừng dung chuyển từng vết nứt chậm rãi hiện lên cuối cùng lan tràn rộng ra phía ngoài Tiêu Viêm ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn cỗ năng lượng giống như một tia chớp đang lao đến kia, cảm thụ khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó. Vùng lưng khẽ động, tử vân rực dài hơn một thước mọc ra từ bả vai, mũi chân khẽ điểm trên mặt đất, thân hình như trượt cấp tốc lùi về phía sau, mà cỗ năng lượng xung kích kia cũng như một cơn sóng dữ gào thét theo sát phía sau. Những nơi đi qua, quảng trường đều bị phá hư thành một đống hỗn độn. Ánh mắt gắt gao nhìn cỗ sóng năng lượng xung kích đang bám sát theo kia lúc đang cấp tốc lui về phía sau đôi mắt tiêu viêm hơi liếc khóe miệng cong lên bàn chân xoay lại thân thể lộn lại một vòng mà theo thân thể hắn chuyển biến cỗ sóng năng lượng xung kích kia cũng mang theo đá vụn tiếp tục lao đến nhìn cỗ năng lượng xung kích như có linh tính kia tiêu viêm cũng không quá bất ngờ bởi khi phóng ra phật nộ hỏa liên hắn đã đưa vào đấy một chút linh hồn lực lượng vì vậy sau khi va chạm năng lượng còn lại bên trong sẽ đi theo những linh hồn lực lượng này tìm kiếm đến mục tiêu cần công kích Tuy không trung bị cường quang che phủ, tiêu viêm cũng không biết tình huống bây giờ của nạp lan yên nhiên. Dù vậy, nàng hẳn cũng bị năng lượng cực kỳ kịch liệt trùng kích, thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau trượt nhún mạnh một cái, lưu lại trên mặt đất cứng rắn một dấu chân sâu đến nửa tấc. Hai cánh sau lưng mạnh mẽ rung lên. Lúc thân thể tiêu viêm vọt lên không trung, phía sau cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc của các trưởng lão vân lam tông. Do quán tính, cỗ năng lượng xung kích còn chưa kịp đổi hướng. Rất hung hãn lao về phía đám người Vân Lăng đứng trên bục đá. "Giảo hoạt tiểu tử." Sau khi kinh ngạc, Lăng Vân nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lập tức mắng một câu. Song trưởng đột nhiên hợp vào, quát, trọng nham bích. Theo tiếng quát, trước mặt Vân Lăng đột nhiên rung chuyển, chợt nổ oanh một tiếng, thạch bích tường đá khổng lồ phá đất mà ra, như một con quái vật lớn đem đám người Vân Lăng bảo vệ tại phía sau. Oanh! Sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến, hung hăng va vào thạch bích và chạm mãnh liệt làm cho đệ tử vân lam tông đều nhịn không được bịt kín tai lại đá vụn không ngừng rơi xuống từ thạch bích những vết nứt nhỏ cũng bắt đầu lan tràn bất quá vân lăng cũng không có chút gấp gáp sau khi đem thạch bích triệu hồi ra liền ngừng đầu nhìn tiêu viêm trên không trung kinh ngạc nói đấu khí chi dực không đúng chẳng lẽ là phi hành đấu kỹ hừ khá lắm ngay cả thứ hiếm thấy như vậy cũng có tên tiểu tử giảo hoạt kia lại dám bức chúng ta ra tay hóa giải cỗ sóng năng lượng xung kích đó một vị trưởng lão phủi phủi bụi trên người có chút bất đắc dĩ tức giận nói tình trạng của yên nhiên cũng không quá tốt hơn nữa tên tiêu viêm kia lại có phi hành đấu kỹ tuy yên nhiên dựa vào thân pháp và đấu kỹ tạm thời chống trả nhưng nếu tác chiến trên không sẽ không được linh hoạt như tiêu viêm rất thiệt thòi một vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn không trung nhíu mày nói ánh mặt trời trói mắt đối với hắn dường như không có chút trở ngại đại trưởng lão mọi việc hiện nay dường như nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta tên tiêu viêm kia thật sự rất mạnh Vân Lăng cau mày, bàn tay chậm rãi vuốt dầu một lúc, thanh âm trầm thấp nói, xem tình hình trước đã. Cố hết sức không để yên nhiên thua. Nói cách khác, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thể diện của Vân Lam Tông ta vứt đi đâu? Ý của đại trưởng lão là, vài vị bạch bào trưởng lão xung quanh đều sừng sốt, sau đó đều nhíu mày lại. Xem tình hình thế nào đã. Phất phất tay, Vân Lăng không nói gì thêm. ngẩng đầu nhìn không chung, sắc mặt khẽ biến, yên nhiên bị thương. Phốc suy bị cường quang cách ly trên không trung, thân thể nạp lan yên nhiên như một chiếc lá phất phơ giữa cùng phong. Mượn những cơn gió rất nhỏ, thân thể không ngừng di chuyển tránh né từng trận sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến. Bất quá, năng lượng xung kích thật sự quá nhiều, sau khi tránh né 10 đợt trùng kích, nạp lan yên nhiên rốt cuộc cũng kiệt sức, thân thể hơi chậm trễ, bị một đợt năng lượng xung kích mạnh mẽ va vào thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụ máu tươi lập tức phun ra. Một tay ôm ngực, nạp lan yên nhiên cố nhịn đau vừa muốn lướt lên không trung, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy cách đó, không xa, hắc bào thanh niên đang đứng khoanh tay, đôi cánh màu tím chậm rãi phiêu động, con ngươi đen nhánh đang lạnh lùng nhìn nàng. Hai mắt đối thị nhau giữa không trung, Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi, ngọc thủ đột nhiên đẩy về phía Tiêu Viêm. Nhất thời, một đạo phong nhận lớn màu xanh trống rỗng xuất hiện, quét về phía Tiêu Viêm. Mượn lực phản chấn, thân thể Nạp Lan Yên Nhiên cấp tốc rơi xuống mặt đất, Nàng cũng hiểu, nếu đối chiến trên không trung sẽ bị Tiêu Viêm chiếm hết lợi thế, đặc biệt là dưới tình huống nàng đang bị thương không nhẹ như vậy. Lúc Nạp Lan Yên Nhiên vừa có hành động, Tiêu Viêm cũng bắt đầu ra tay. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, thân thể lao xuống, hơi nghiêng người, vừa vận hiểm hóc tránh được mảnh phong nhận. Tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, thần hình chớp động, như quỷ mị hiện ra khoảng không trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. "Kết thúc rồi." Quát to một tiếng, Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn. Ba năm khổ tu, thừa nhận mồ hôi và máu tôi luyện, chỉ có một mục tiêu duy nhất là đem cô gái mang đến sỉ nhục cho hắn ở tiêu gia đại sảnh năm đó đánh bại. Nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt kia, nạp lan yên nhiên vẫn có thể tìm thấy hình ảnh quật cường của thiếu niên năm đó. Đôi mắt có chút mơ hồ, thân ảnh bình phàm mặc luyện dược sư trường bào, lại chậm rãi xuất hiện trong đầu nạp lan yên nhiên, trên mặt nhịn không được hiện lên một chút tự diễu. Đây là sự trả thù của ngươi, xây dựng ra một nhân vật không có thật làm ta lâm vào mê mang, sau đó đem nó đánh nát. Để cho ta biết, phế vật ta khinh thường năm đó cũng có thể làm nạp lan yên nhiên ta kính trọng. Viêm, quả thật năm đó ta đánh giá thấp ngươi vì thực lực của ngươi. Điểm này, sự thật đã chứng minh, ánh mắt của ta quả thực rất thiển cận. Đột nhiên ngẩng mặt, nạp lan yên nhiên nhìn thẳng vào tiêu viêm đang muốn vung tay đánh tới. Cắn chặt răng, khuôn mặt quật cường cùng tiêu viêm năm đó gần như không khác nhau chút nào. Dù vậy, từ đầu ta đã nói, cho dù thời gian quay lại, ta vẫn sẽ đến tiêu gia tử hôn, hôn nhân của ta không cần bọn họ làm chủ. Sống cùng một người xa lạ suốt cả cuộc đời, ta không làm được. Thản nhiên nhìn nạp lan yên nhiên, trong con mắt đen nhánh của tiêu viêm cũng hiện lên một chút trần trừ. Thân thể đột nhiên hạ xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, môi như dán vào tai nàng, giống như đang nói một mình, chậm rãi nói ra. Bạn đang đọc chuyện được copy, tại ta chưa từng nói ngươi từ hôn là sai, chỉ là phương pháp mà ngươi làm quá sai lầm đáng tiếc người cao ngạo như ngươi chưa từng nghĩ đến việc này nhưng việc đã đến nước này đúng sai đã không có ý nghĩa gì sau này chúng ta sẽ không có gì qua lại ngươi tiếp tục làm vân lam tông tông chủ ta tiếp tục làm khổ hành tu sĩ ước định ba năm kết thúc nạp lan yên nhiên tiếng nói chậm rãi dừng lại kinh khí thầm vận chuyển trong bàn tay của tiêu trượt bùng nổ những lời nói của tiêu viêm làm khuôn mặt nạp lan yên nhiên hiện lên một mảnh tái nhợt Tiêu Viêm, hy vọng ngươi xem tại thể diện của Vân Lam Tông, nhưng yên nhiên vài phần. Sau này Vân Lam Tông sẽ cho ngươi vừa lòng đền bù. Ngay trước khi Tiêu Viêm động thủ, một tiếng quát như có như không bỗng nhiên truyền vào tay hắn. Khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạo, Tiêu Viêm nghe ra chủ nhân của lời nói này. Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng truyền âm nói với hắn việc này, cũng quá mức ngây thơ đi, nhẹ giọng cười cười. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn giữa sân, không có chút chần chờ, bàn tay đột nhiên chấn động kinh khí ẩn chứa trong đó bạo phát ra như núi lửa phun trào. Chương 337, phong ba tái khởi phốc suy. Kinh khí mãnh liệt phun ra từ tay Tiêu Viêm, cổ họng nạp Lan Yên Nhiên truyền ra một tiếng kêu mang theo đau đớn, một ngụm máu tươi chảy ra từ khóe miệng, màu đỏ của máu vương trên khóe môi hồng nhuận, thê mỹ mà xinh đẹp. Mỹ mâu ẩn chứa một chút cảm xúc phức tạp, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ kia, đôi mắt nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nhắm lại, hai tay buông xuống, thân thể giống như hoa tàn trong bão, vô lực ngã xuống mặt đất. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng ở thân ảnh xinh đẹp ngã xuống kia, trên mặt tất cả Vân Lam Tông đệ tử đều che kín không thể tin. Nạp Lan Yên Nhiên, đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất Vân Lam Tông, 13 tuổi ngưng tụ đấu khí toàn, thành công tấn thăng đấu giả, 16 tuổi đạt tới đấu sư, 20 tuổi bước vào cánh cửa của đại đấu sư. Một đại đấu sư 20 tuổi, tốc độ tu luyện như vậy, tuy không phải là xuất sắc nhất trong những năm qua, nhưng vẫn nằm trong 10 người đứng đầu nhưng một người xuất sắc như vậy lại bại trong tay phế vật của tiêu gia năm đó điều này giáng vào trong lòng những đệ tử vân lam tông một cảm giác thất bại nặng nề nghĩ đến tốc độ tu luyện của nạp lan yên nhiên một số người đều không tự chủ được liên tưởng đến tiêu viêm những người có đầu óc khôn khéo đều tự tính toán tuổi tác và tốc độ tu luyện của tiêu viêm trong lòng đều dâng lên một nỗi hoảng sợ bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm ba năm trước tiêu viêm còn không phải là một đấu giả ba năm sau thực lực của hắn đã đuổi kịp nạp lan yên nhiên tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. 3 năm, vượt qua giới hạn của đấu giả, đấu sư, bước vào cảnh giới đại đấu sư, nếu nói tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên làm cho người ta kinh ngạc, thì tốc độ của Tiêu Viêm lại làm cho người ta sợ hãi. Nhìn thoáng qua gương mặt trải qua rèn luyện của Tiêu Viêm, một số người lại không khỏi run lên, tới bây giờ họ mới nhớ đến, 3 năm trước Tiêu Viêm mới 14 tuổi, 3 năm sau là 17. Tiêu Viêm biểu hiện ra thành thục và bình tĩnh, đã làm rất nhiều người đoán sai tuổi của hắn rất nhiều người đến tuổi này mới đạt đến đấu giả mà thôi, nhưng người đã từng là phế vật như tiêu viêm, lại từng bước từng bước đi lên con đường của cường giả chân chính. 17 tuổi đại đấu sư người sáng lập ra Vân Lam Tông năm đó, vị kỳ tài kinh diễm cả đại lục, cũng là 17 tuổi bước vào cảnh giới đại đấu sư. Nhớ tới những việc này, một số người đều nuốt nước bọt, trên mặt đầy kinh hãi và mồ hôi lạnh. Đương nhiên, tốc độ tu luyện của tiêu viêm cũng nhờ vào lão giúp đỡ, nhưng nếu không phải năm đó dược lão hấp thu đấu khí của tiêu viêm, mất đi thời kỳ hoàng kim để tu luyện, ai có thể biết, tiêu viêm có tiến vào cảnh giới đại đấu sư sớm hơn hay không? Dù vậy, nếu không có 3 năm làm phế vật đó rèn luyện, ai có thể khẳng định, bây giờ hắn có thể làm cho rất nhiều người của thế hệ đi trước nhìn, với con mắt khác. Tái ông thất mã, an chi họa phúc, ai? Trên đại thụ, sắc mặt của nạp lan kiệt bây giờ càng thêm u ám, thân thể cũng có chút ủ tũ, thở dài một tiếng, đầu tiên là việc tốt, không nghĩ đến bây giờ, không chỉ mất đi một đứa cháu rể mà bất cứ ai đều phải ghen tị hơn nữa còn mất cả thể diện đúng là tiền mất tật mang a à, nghe được tiếng thở dài của nạp lan kiệt mấy người mộc thần bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn nhau cười khổ lắc đầu biểu hiện của tiêu viêm cũng vượt xa dự liệu của họ tên tiểu tử dường như vẫn một mình tu hành kia lại đánh bại nạp lan yên nhiên trọng điểm bồi dưỡng của vân lam tông sự phát triển trong ba năm của hắn cho dù là bọn họ cũng phải trợn mắt há mồm tiểu tử này không đơn giản a à, pháp mã khẽ thở dài một hơi tuy nhờ vào phi hành đấu kỹ mà có được lợi thế nhưng ý thức chiến đấu nhạy bén kia rõ ràng đã trải qua máu và mồi hôi rèn luyện hơn xa những người sống an nhàn sung sướng tu luyện cẩn thận như nạp lan yên nhiên đích xác không đơn giản nếu cho hắn thêm thời gian sau này tất thành cường giả gia hình thiên gật đầu thản nhiên đánh giá qua nhiều năm đây là lần đầu tiên hắn đánh giá một thanh niên như vậy ánh mắt ngưng thị nhìn không chung trong lon hg hải ba đông cũng thở phào nhẹ nhõm ngay sau đó lại khẩn trương lên vì hắn nhận ra hành trình vân lam tông lần này nguy hiểm nhất không phải chiến đấu cùng nạp lan yên nhiên mà là đám trưởng lão của vân lam tông liếc nhìn đám trưởng lão của vân lam tông đứng trên bục đá đặc biệt là khi đảo qua vân lăng sắc mặt xanh mét hải ba đông cũng hơi nhíu mày bàn tay trong áo bào nắm lại một chút hàn khí chậm rãi sinh ra trong tay tùy thời chuẩn bị ứng phó sự cố bất ngờ tiểu tử chết tiệt bàn tay mang theo vài phần tức giận đấm thật mạnh vào trụ đá bên cạnh vân lăng sắc mặt xanh mét hắn không nghĩ tới tiêu viêm không chút nề nang lời nhắc nhở của hắn trước đó không có một chút tác dụng đại trưởng lão tiếp theo phải làm gì bây giờ không ngờ yên nhiên lại thua một vị vân lam tông trưởng lão cười khổ nói vân lăng sắc mặt biến ảo không ngừng nạp lan yên nhiên là đại biểu cho toàn bộ vân lam tông bây giờ nàng thua sẽ làm mất rất nhiều danh vọng của vân lam tông tông chủ vắng mặt hắn là đại trưởng lão tất nhiên sẽ phải nghĩ mọi biện pháp đền bù tổn thất nhưng ở đây có nhiều thế lực thủ lĩnh như vậy không có một cái cớ thích hợp sao có thể giữ hắn lại nếu dùng vũ lực chẳng phải vân lam tông ta cũng giống như một lũ giặc cướp sao các ý nghĩ không ngừng xoay chuyển trong đầu vân lăng trong lòng có chút dối rắm ánh mắt vân lăng bỗng nhiên đảo qua cát diệp sắc mặt trắng nhợt bộ dáng như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào tiêu viêm trên không trung bộ dáng hoảng sợ làm cho vân lăng vốn đang khó chịu lại nổi lên lửa giận quát khẽ cát diệp chú ý hình tượng của ngươi đừng quên ngươi là nghi trượng của tông nghe được tiếng quát của vân lăng cả người cát diệp run lên rốt cuộc cũng thanh tỉnh quay đầu lại khóe miệng giật giật ngón tay run rẩy chỉ hướng tiêu viêm trên không trung thanh âm không nén được sự sợ hãi đại trưởng lão hắn chính là người giết mặc thừa lời của các diệp vừa nói ra long trời lở đất trên bục đá sắc mặt của tất cả các trưởng lão vân lam tông đều đại biến tiêu viêm thản nhiên nhìn thân ảnh xinh đẹp kia rơi xuống nhớ lại vẻ mặt khổ sở cùng buồn bã của nạp lan yên nhiên trong mắt hắn cũng xuất hiện một chút mệt mỏi vì cái gọi là ước định ba năm này hắn phải tách rời khỏi gia tộc Tách rời khỏi cô bé đáng yêu mà hắn luôn quan tâm, bây giờ ước định đã kết thúc, thân thể, thậm chí linh hồn hắn đều như chút được một gánh nặng đã đè ép lâu nay. Cuối cùng cũng kết thúc a. Khẽ thở dài một tiếng, hai cánh khẽ động, thân hình cũng theo lộ tuyến của nạp lan yên nhiên chậm rãi hạ xuống. Trước khi rơi xuống đất, một cái bóng màu trắng đột nhiên bay ra từ tay nạp lan yên nhiên, thuận theo gió bay tới trước mặt tiêu viêm. Thuận tay bắt lấy bóng trắng, ánh mắt tiêu viêm liếc qua, thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Bóng trắng chỉ là một tờ giấy được gấp rất cẩn thận, có lẽ do nó được đọc đi đọc lại nhiều lần, nên trên các góc tờ giấy đã xuất hiện vài lỗ thủng. Tờ giấy này, Tiêu Viêm rất quen mắt, bởi vì tại Tiêu gia đại sảnh năm đó, tờ giấy này do chính tay hắn viết ra, nội dung của nó làm cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Chậm rãi mở tờ giấy ra, nhìn bút tích có chút non nớt và dấu điểm chỉ bằng máu kia, dưới ánh mặt trời lại trở nên chói mắt như vậy. Nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lát, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng lắc đầu liếc mắt nhìn nạp lan yên nhiên đã sắp rơi xuống đất, tay áo vung lên, một đạo kình khí trống rỗng xuất hiện, đem thân thể của nàng đỡ lấy, chậm rãi đặt xuống quảng trường. Khụ, ôm ngực ho khan vài tiếng, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, nạp lan yên nhiên quật cường ngừng đầu, nhìn tiêu viêm cùng tờ giấy trong tay hắn, sắc mặt biến ảo một trận, sau một lúc mới bình thường trở lại như đã thầm hạ một quyết định nào đó. Trước mặt bao người, nạp lan yên nhiên có chút gian nan đứng dậy, thanh âm khàn khàn, không thể che giấu khổ sở trong đó. Tiêu Viêm, ngươi thắng, dựa theo ước định năm đó, nếu thua, Nạp Lan Yên Nhiên ta sẽ phải làm nô tỳ cho ngươi. Nhưng vì thanh danh của tông môn, thứ lỗi cho ta không thể làm theo ước định, dù sao trong lòng ngươi cũng cho rằng ta là một người không nói lý lẽ, vậy hôm nay để ta nói thỏa thích một lần đi. Bây giờ nghĩ lại, việc năm đó tại Tiêu gia, cách ta làm thật sự không ổn, cho nên, sau này xin thay ta nói một tiếng xin lỗi với Tiêu Thúc Thúc. Lời nói vừa dứt, ngọc thủ của Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nâng lên, Trường kiếm của một đệ tử Vân Lam Tông, cách đó không xa bị một cỗ hấp lực hút đến. Tay nắm trường kiếm, Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng, ngọc thủ vung lên, lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng chém đến vùng cổ trắng nõn. A! À, hành động bất ngờ của Nạp Lan Yên Nhiên, làm cho tất cả các đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông đều sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên sẽ vì tỷ thí thua mà tự sát, nhưng dường như nàng cũng không định nói đùa, trường kiếm vũ động, chém thẳng đến cổ. Lúc này, một số trưởng lão định giúp đỡ, nhưng vì khoảng cách, cũng chỉ có thể đứng nhìn trường kiếm sắc bén càng ngày càng đến gần cổ của Nạp Lan Yên Nhiên. Đinh, trường kiếm mang theo kiếm khí lạnh lẽo, cắt qua không khí, nhưng ngay trước khi chạm đến da thịt trắng nõn, song chỉ thon dài lại trống rỗng xuất hiện, theo thanh âm thanh thúy, trường kiếm đình trệ, kiếm khí sắc bén lưu lại một vệt máu trên vùng cổ trắng mịn. Trường kiếm bị ngăn cản, Nạp Lan Yên Nhiên đột ngột ngẩng đầu, lại nhìn thấy con người đen nhánh kia. Ta không có hứng thú với việc thu ngươi làm nô tỳ, cho nên ngươi cũng không cần làm vậy để bảo toàn danh dự của Vân Lam Tông." Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tuy hắn thắng, nhưng cũng không có nghĩa rằng hắn có thể thu nàng làm nô tỳ, bất kể thế nào, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, các trưởng lão của Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không để một việc làm tổn hại lớn đến danh dự của Vân Lam Tông. Thế này xảy ra, vả lại, nếu Nạp Lan Yên Nhiên tự sát bây giờ, chỉ sợ Vân Lam tông sẽ lập tức nổi giận, quan hệ của hai bên sẽ trở thành đối địch. Đó là điều mà Tiêu Viêm không muốn trông thấy. Ước, định 3 năm đã kết thúc, sau này chúng ta sẽ không có gì vướng mắc, thất bại hôm nay của ngươi chứng tỏ cách làm 3 năm trước của ngươi sai lầm. Tiêu Viêm thản nhiên nói, hai ngón tay đang kẹp vào trường kiếm đột nhiên thả ra, bàn tay vung lên, trường kiếm bắn ra từ tay Tiêu Viêm, hung hăng cắm xuống khoảng đất trước mặt tên đệ tử Vân Lam tông kia, chuôi kiếm không người đung đưa. Ngươi cũng biết, loại ước định trên giấy này cũng không có bao nhiêu giá trị nhẹ nhàng vẫy vẫy tờ giấy trong tay ngón tay khẽ búng ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện đem tờ giấy đốt thành một đống cho tàn trước mặt nạp lan yên nhiên lời nói ba năm trước ta nhắc muốn nhắc lại một lần tiêu viêm mỉm cười thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi vang lên trong quảng trường yên tĩnh nạp lan yên nhiên sau này ngươi cùng tiêu ra ta không có nửa phần quan hệ chúc mừng ngươi tự do nhìn thiếu niên vẻ mặt nạp lan yên nhiên cực kỳ phức tạp thứ nàng muốn cuối cùng cũng đạt được nhưng tại sao trong lòng nàng lại là một mảnh trống rỗng các vị việc đã xong cũng nên trở về thôi tiêu viêm ngẩng đầu cười nói với những người trên đại thụ chợt xoay người đi vài bước đem huyền trọng xích rút ra tiện tay đeo trên lưng sau đó đi ra quảng trường dưới vô số ánh mắt dưới ánh mặt trời bóng dáng kia có vẻ cô độc nhưng lúc này lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi sắp bước xuống bậc thềm thanh âm đột ngột làm trong lòng tiêu viêm trầm xuống cuối cùng cũng vang lên tiêu viêm tiên sinh, xin tạm thời ở lại một chút, Vân Lam Tông ta có chút việc, cần chính ngươi xác nhận một chút. Chương 338, trốn không khỏi phiền toái thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Tiêu Viêm sắp bước xuống đài, cước bộ đột nhiên đình trệ, đưa lưng về phía quảng trường, ngửa đầu hút một hơi không khí thật dài, nắm tay trong tay áo bào khẽ siết chặt. Trên cây, lông mày Hải Ba Đông cũng nhíu lại, ánh mắt quét về phía giữa quảng trường. Nơi đó, sắc mặt đám người Vân Lăng, tựa hồ có chút quái dị. Chết tiệt, chẳng lẽ bị nhận ra? Hải Ba Đông cúi đầu thì thào một tiếng. Trong cơ thể đấu khí hùng hậu lặng lẽ vận chuyển, trên quảng trường, theo thanh âm của Vân Lăng, từng đạo ánh mắt lại bắt đầu chú ý tới bóng dáng gầy gò của thanh niên sắp bước xuống bậc thềm. Nạp Lan yên nhiên lau vết máu trên khóe miệng, ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm, chợt hướng đám người Vân Lăng nói, "Đại trưởng lão, hôm nay tỷ thí, đích xác yên nhiên tài nghệ không bằng người." Yên nhiên, việc này không phải là vì tỉ thí. Người tạm thời lui ra một bên, Vân Lăng khoát tay áo. Ngoài sự dự đoán của mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhìn sắc mặt của Vân Lăng, nạp lan yên nhiên sửng sốt trần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, kéo lê thân thể bị thương, chậm rãi lui xuống một bên. Nơi đó, vài vị đệ tử Vân Lam Tông vội vàng đứng dậy nhường cho nàng một chỗ. Làm sao vậy? Trên đại thụ, đám người Pháp mã cũng vì biến cố xảy ra mà có chút mờ mịt. Liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy nghi hoặc chẳng lẽ vân lăng vì tỷ thí thua trận muốn cưỡng bức người ta lưu lại gia hình thiên cười nói hắn cũng không dám làm loại chuyện ngu xuẩn gây ảnh hưởng xấu cho thanh danh của vân lam tông như vậy pháp mã lắc lắc đầu bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng mặt hải ba đông phía sau nghi hoặc hỏi hải lão nhân ngươi làm sao vậy bởi vì pháp mã thân là dược sư có linh hồn cảm giác lực so với gia hình thiên mạnh hơn không ít cho nên hắn cực kỳ mẫn cảm có thể thấy được đấu khí trong cơ thể Hải Ba Đông bỗng nhiên mãnh liệt lên. Không có gì, lắc đầu, Hải Ba Đông trả lời một câu, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Viêm. Nếu hôm nay thân phận của hắn bại lộ, như vậy thật sự có chút phiền toái a. À. Giữa sân, sau khi Vân Lăng dứt lời, toàn bộ lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ có vô số đạo ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn vào bóng lưng vẫn không hề nhúc nhích kia. Vân Lăng nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc kia, đấu khí cũng bắt đầu chuyển động từ nơi bàn tay nổi lên chỉ cần tiêu viêm có hành động gì muốn bỏ trốn như vậy hắn sẽ lập tức ngăn trở khắp quảng trường im lặng bầu không khí vô cùng quỷ dị sau một lúc im lặng bóng dáng giống như thạch điều kia rốt cục cũng thoáng rung động mà theo thân ảnh này ánh mắt vân lăng chớp động chậm rãi nheo lại thân thể khẽ chồm lên phía trước giống như diều hâu sắp hạ cánh vồ con mồi vân lăng trưởng lão chuyện gì thanh âm đột ngột vang lên rốt cục xóa tan sự im lặng ở quảng trường cũng làm cho thân thể vân lăng đang muốn phóng tới trước thoáng cứng đờ giữa sân vô số đạo ánh mắt lại rời đi bất quá toàn bộ là chuyển đến trên người vân lăng trừ một ít đệ tử vân lam tông ở ngoài tất cả đều muốn biết trong thời điểm này vì lý do gì mà vân lăng bỗng nhiên cất tiếng ngăn cản nguồn chuyện ở trước mắt bao người vân lăng chậm rãi đứng lên ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm tiêu viêm trầm giọng nói không biết tiêu viêm tiên sinh có nghe qua tin mấy tháng trước ngoại môn của Vân Lam Tông, mặc ra mặc thừa nghi trượng đã chết. Lời này, của Vân Lăng vừa nói ra. Trên quảng trường nhất thời vang lên một ít tiếng sầm xì to nhỏ. Mặc thừa ở Vân Lam Tông vị trí cũng không thấp. Hơn nữa, vì có thủ đoạn giao tế xuất sắc, nên ở tông nội quan hệ cũng coi như không tệ. Lúc trước vì cái chết của hắn, ở tông nội giấy lên một trận xôn xao. Chấp pháp đội cũng đặc biệt đến Diêm Thành điều tra qua. Bất quá manh mối quá nhỏ. Chỉ biết là xuất hiện hai thần bí nhân thực lực rất mạnh, sau đó đem mặc thừa đánh chết nhưng tin tức về hai thần bí nhân vân lam tông cũng không có nhiều bởi vậy cái chết của mặc thừa vẫn như một cái rằm trong tim những kẻ có quan hệ không tồi với hắn nhưng vào thời điểm này vân lăng bỗng nhiên nhắc tới chuyện này không thể nghi ngờ có chút ám chỉ bóng gió chẳng lẽ hắn cho rằng người đánh chết mặc thừa là tiêu viêm sao trong đầu đều hiện lên ý niệm này nhưng mọi người đều biết rằng mặc thừa tiến vào đấu linh cường giả đã nhiều năm tiêu viêm nhiều lắm là một đại đấu sư mà thôi sự tranh lệch giữa hai người tựa như khoảng cách giữa trời và đất tiêu viêm làm sao có thể quan hệ đến chuyện này không để ý đến thanh âm xôn xao bàn tán trên quảng trường vân lăng gắt gao nhìn chằm chằm tiêu viêm đợi câu trả lời của hắn trong tay áo bào bàn tay khẽ run lên tiêu viêm nhách miệng trong lòng hít sâu một hơi áp chế nhịp tim tăng lên chậm rãi xoay người lại hướng mắt về phía quảng trường quảng trường khổng lồ với vô số đệ tử vân lam tông một thanh âm lạnh lùng vang vọng quảng trường, vân lăng trưởng lão, lời này có ý gì? chẳng lẽ ngươi cho rằng mặc thừa là do ta giết chết phải không? không phải sao? nở một nụ cười một, vân lăng chỉ hướng cát diệp bên cạnh, thanh âm trầm thấp vang vọng, yên nhiên cùng cát diệp lúc trước vừa vận tham gia sinh nhật mặc thừa, cho nên cũng có mặt ở hiện trường. trong đó cát diệp đã tự mình cùng tên thần bí nhân kia giao thủ, trong quá trình giao thủ, hắn đã thấy được diện mạo, bất quá vì vội vàng nhìn thoáng qua, cho nên có chút mơ hồ. Cho đến vừa rồi, hắn mới dám xác định, thần bí nhân kia. Chính là ngươi. Tiêu viêm. Vân lăng trượt quắc mắt lên, lớn tiếng nói. Yên tĩnh. Phi thường yên tĩnh. Quảng trường khổng lồ, giờ phút này không khí dường như động lại. Vào lúc này, biểu tình trên khuôn mặt mọi người đều cứng đờ, ánh mắt dại ra, ngây ngốc đích nhìn thần tình âm lệ của Vân Lăng. Trên cây, Pháp Mã cùng gia hình thiên đồng dạng cũng bị lời nói của Vân Lăng, làm chấn động sửng sờ một hồi, Lúc trước việc ở Diêm Thành, gia hình Thiên cũng từng có mặt, cho nên hắn biết thần bí nhân đánh chết Mặc Thừa kia, tất nhiên thực lực sẽ không yếu hơn so với mình. Nếu nói Tiêu Viêm là người đánh chết Mặc Thừa, vậy chẳng phải là thực lực đích thật của hắn đã cùng một đẳng cấp với bọn họ? Tiểu tử chưa đến 20 tuổi kia là đấu hoàng cường giả, cho dù hắn tu luyện từ lúc còn trong bụng mẹ cũng tuyệt đối không có khả năng a. À. Hai người liếc nhau, mày nhíu chặt. Tuy rằng nói Tiêu Viêm chính là thần bí nhân kia rất là buồn cười, bất quá bọn hắn biết địa vị Vân Lăng, vượt xa những đệ tử Vân Lam Tông ở nơi này. Lần này Vân Lăng nói như vậy, mới nghe qua thì cực kỳ buồn cười, nhưng mà, lấy thân phận của hắn, có thể vô duyên vô cớ nói ra những lời cực kỳ hoang đường này sao? Hoặc là nói, đó có thể là sự thật. Chứng minh rằng Tiêu Viêm chính là người đánh chết Mặc Thừa, nếu lời kia là thật, tên tiểu gia hỏa của Tiêu gia quả thật quá khủng bố a. À, phía sau, Pháp Mã cùng gia hình thiên lòng tràn đầy nghi hoặc. Nạp Lan Kiệt cùng với đám người Mộc Thần cũng đồng dạng lâm vào trạng thái ngây dại. Vân Lăng lần này nói như vậy, đối với bọn họ thật sự là một đả kích quá lớn. Nếu thật sự theo lời hắn nói, như vậy, chẳng phải là chứng minh, thực lực tiêu viêm vừa bày ra, vẻn vẹn chỉ như phần nổi của một tảng băng. Ở trên quảng trường, tiêu viêm ngừng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua khắp quảng trường. Đập vào trong mắt là vẻ ngây dại trên gương mặt của mọi người. Sau một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mỉm cười tràn đầy kinh ngạc của nạp lan yên nhiên hắn bỗng nhiên khẽ cười chuyển mắt hướng vân lăng vân lăng trưởng lão đối với cái chết của mặc thừa nghi trượng của quý tông ta cũng vô cùng tiếc nuối bất quá không có nghĩa là các ngươi có thể tùy ý nói xấu nghi oan cho người khác ai cũng biết mặc thừa là đấu linh cường giả lúc trước thần bí nhân kia đánh chết hắn từ đó có thể thấy rõ ràng sợ rằng người gió thực lực ít nhất đã ở cấp bậc đấu vương chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thực lực đó nếu nói vậy không phải là quá đề cao tại hạ ư mà căn cứ chính xác theo như lời của ngươi vẻn vẹn chỉ là lời nói phiến diện của cát diệp chỉ có như vậy đã đem ta phán thành người giết mặc thừa vậy không phải rất đáng buồn cười sao lạnh lùng nhìn nụ cười của tiêu viêm vân lăng cũng biết hắn nhất định phải nói như vậy nói thật ra nếu không phải cát diệp liều mạng cam đoan ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định tiêu viêm thật sự là thần bí nhân kia dù sao khác biệt giữa hai người trên cơ bản là một trời một vực làm sao có thể liên quan chứ trong lòng thở dài một hơi nhớ tới bộ dáng vô cùng sợ hãi vừa rồi của cát diệp trong lòng hắn lại yên ổn một chút ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng nạp lan yên nhiên ở bên cạnh trầm giọng nói yên nhiên ngày đó ngươi đã ở hiện trường tuy rằng ngươi vẫn chưa gặp qua dung mạo của đối phương nhưng thân hình hai người hoặc là một ít điểm đặc thù ngươi hẳn là nhận ra một chút chứ lời nói của vân lăng nhất thời khiến cho ánh mắt toàn trường đổ về hướng nạp lan yên nhiên trên mặt cười thoáng có chút tái nhợt chính là đứng ở bên sân nhìn tiêu viêm đầu óc đang bị vây trong một mảnh mơ hồ bất thình lình bị hỏi nạp lan yên nhiên giật mình chậm rãi quay đầu con ngươi dừng ở lại trên khuôn mặt lạnh lùng của tiêu viêm chợt tầm mắt di chuyển xuống dưới thân thể cẩn thận chuyển động theo ánh mắt nạp lan yên nhiên mọi người phía trên quảng trường trái tim cũng đập mạnh tại thời điểm này lời nói của nạp lan yên nhiên tuy không dám nói là có tác dụng quyết định nhưng chắc chắn sẽ khiến cho sự hoài nghi về tiêu viêm thêm rõ ràng hơn trên quảng trường không khí một lần nữa chìm vào im lặng sau một lúc nạp lan yên nhiên thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu chậm rãi nói đại trưởng lão ngày đó thần bí nhân kia thân khoác bào phục rộng thùng thình che thân hình thực tế cho nên ta cũng không có thể phân rõ thân phận của hắn nghe vậy trong lòng tiêu viêm lặng yên thở dài nhẹ nhõm mà đám người vân lăng sắc mặt lại có chút khó coi đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc trước khi thần bí nhân kia đánh chết mặc thừa từng thi triển một loại bạch sắc hỏa diễm cực kỳ khủng bố. Một thanh âm chói tai vang lên. Bỗng nhiên Cát Diệp đỏ bừng mặt, hô lớn. Nghe tiếng la của Cát Diệp, chợt đám người ra hình thiên, Nạp Lan Kiệt sắc mặt đại biến. Bọn họ đột nhiên nhớ lại, khi ở luyện dược sư đại hội, Tiêu Viêm cũng từng vận dụng một loại bạch sắc hỏa diễm cực độ thần bí. Giờ khắc này, như có một cái lồng vô hình bao phủ nội tâm mỗi người. Giờ khắc này, Tiêu Viêm sắc mặt dần trở nên âm trầm. Chương 339, hết sức căng thẳng vào giờ khắc này trên quảng trường không khí lại một lần nữa lặng ngắt, từng đạo ánh mắt kinh hãi, như tựa hồ cảm ứng được điều gì đó chăm chăm tập trung về phía tiêu viêm. Tiểu tử kia chẳng lẽ đúng là kẻ thần bí lúc trước đánh chết mặc thừa. Gia hình thiên thì thào, khuôn mặt luôn tươi cười lúc này cũng không tự chủ nghiêm trọng hẳn lại. Không ai chắc được, bất quá thời điểm luyện dược sư đại hội hắn thật sự có sử dụng, qua một loại ngọn lửa màu trắng. Tuy rằng ngọn lửa kia chỉ vèn vẹn chợt lóe lên, bất quá ta dám khẳng định, đó hẳn cũng là một loại dị hỏa. Pháp mã cúi đầu, trong thanh âm khó có thể che giấu sự hoảng sợ, hai loại dị hỏa cùng tồn tại một lúc. Trời ạ, à, cái này cũng quá điên cuồng đi a. À? Ai, quả nhiên là để lại một ít sơ hở a. À? Hải Ba Đông trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tới Tiêu Viêm trong sân. Hiện tại, cùng Vân Lam Tông đến tột cùng là chiến hay là xử lý như thế nào, cũng do biểu hiện của hắn quyết định a, à, không khí chết chóc bao phủ trên quảng trường. Tiêu Viêm trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mạnh mẽ đạp từng bước đến trước, một bước này lập tức làm cho Vân Lam Tông các trưởng lão toàn thân căng thẳng lên, đấu khí như ẩn như hiện bắt đầu lượn lờ mà ra. Thật có lỗi, ta cũng không biết các hiệp nghi trưởng đang nói về chuyện gì. Chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt qua Vân Lam Tông các vị trưởng lão đang tùy thời chuẩn bị động thủ, Tiêu Viêm nhíu mày, thân thể căng thẳng thoáng thư giãn ra một chút, thanh âm bình hòa nói chuyện, nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng Vân Lam Tông này trở mặt thế lực to lớn này sừng sững ở gia mã đế quốc nhiều năm như vậy, lực lượng này cho dù là tiêu viêm gan lớn cỡ nào, cũng không tránh được lòng tràn đầy kiêng kỵ, cho nên, không đến lúc cuối cùng, hắn không nghĩ đến việc hoàn toàn trở mặt hừ, không biết. Nghe vậy, Vân Lăng khuôn mặt thoáng một nét cười lạnh, lớn tiếng quát, tiêu viêm, lúc tham gia luyện dược sư đại hội lấy được quán quân là tiểu tử nham kiêu, cũng là người ngụy trang phải không, về điểm này, ta có thể tìm ra không dưới 10 người làm chứng, người có thể nói gì đây? Tiêu viêm trầm mặc, Lúc trước tham gia luyện dược sư đại hội vì tranh giành chức quán quân, hắn đã bại lộ nhiều con bài chưa lật, mà lấy Vân Lăng ở Vân Lam Tông thân phận là đại trưởng lão, tình báo thu thập tự nhiên là xa xa vượt qua tính toán của hắn lúc trước. Bởi vậy, nếu nói hắn có thể tìm ra đầy đủ chứng cớ, tiêu viêm thật cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Đối với biểu tình trầm mặc của tiêu viêm đại biểu cho sự cam chịu, Vân Lăng khoái miệng nở ra một chút đắc ý lại nói thêm, ở luyện dược sư đại hội ngươi từng sử dụng ra một loại bạch sắc hỏa diễm, hơn nữa uy lực rất lớn, đấy là vô số người tận mắt nhìn thấy nói vậy cũng là giả sao chứ trong thiên hạ người có thể sử dụng bạch sắc hỏa diễm nhiều như mây chẳng lẽ những người này đều là hung thủ giết mặc thừa sao tiêu viêm bĩu môi cười lạnh nói vân lăng lạnh lùng thốt người khác có được bạch sắc hỏa diễm cũng đích xác là không chứng minh được điều gì bất quá dựa theo lời cát hiệp kể rõ lúc trước người vốn đó là tình nghi lớn nhất hơn nữa hiện giờ ngươi cùng thần bí nhân kia có được hỏa diễm giống nhau nếu như những điều này là do trùng hợp thì cũng không khỏi là sự trùng hợp có chút quá mức sao? tranh cãi gay gắt khiến cho hai người nháy mắt trở thành tâm điểm trên quảng trường. từng đạo ánh mắt động ở trên người tiêu viêm, rất nhiều vân lam tông đệ tử trong ánh mắt đều là trộn lẫn cảm xúc kinh hãi cùng kinh ngạc. bọn họ cũng là thật khó mà tin được thanh niên này, tuổi tác cũng không so với bọn hắn hơn, kém bao nhiêu có thể là thần bí cường giả đường trường đem mặc thừa dễ dàng đánh chết? gã tiêu viêm này quả thực có nội tình thần bí a. À cổ hà sờ sờ cầm nhìn chằm chằm tiêu viêm chậm rãi nói nghe hai người tranh chấp giữa sân lái liên tưởng đến ngọn lửa màu xanh kia khiến trong lòng hắn thật ra lại sáng tỏ thêm rất nhiều nếu như lời vân lăng là thật như vậy lần ở trong sa mạc rộng lớn kia kẻ thần bí nhân ngồi không mà ngư ông thủ lợi chỉ sợ sẽ là tiểu tử tuổi tự hồ chưa quá hai mươi tuổi này một đấu hoàng cường giả không đến hai mươi tuổi nghĩ tới đây cổ hà không khỏi này ra một loại cảm giác hoang đường khi nào thì đấu hoàng cường giả cư nhiên có thể đạt tới dễ dàng như thế chứ? Cho dù hắn mỗi ngày đều ăn cao cấp đan dược, cũng là tuyệt đối không có khả năng, ở ngắn ngủi chưa đến 20 năm trở thành một gã đấu hoàng cường giả a. Cạnh đó, Liễu Linh cũng là cười khổ lắc lắc đầu, tới hiện tại, hắn mới vừa nhận ra, hắn cùng với Tiêu Viêm đến tột cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch, mỗi lần ngay tại khi hắn nghĩ đến đối phương sắp đạt tới cực hạn là đối phương lại, trong giây lát tựa như lộ ra một góc che giấu trong cả tòa núi làm cho Liễu Linh dù có tâm đuổi theo, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác vô lực. Không khí đối chọi gay gắt rằng có giữa sân diễn ra được một lúc, Tiêu Viêm dương mắt nhìn Vân Lăng, hắn tự hồ cũng là hiểu được lão gia hỏa này, hôm nay là quyết định chủ ý sẽ không để cho hắn rời đi, lập tức trong lòng cũng là thoáng giấy lên chút không kiên nhẫn, vắt tay áo âm thanh lạnh lùng nói, "Vân Lăng trưởng lão, ta cũng không muốn cùng ngươi đấu võ mồm, nếu như ngươi không có căn cứ chính xác mà vẫn kiên trì định tội cho ta, tuy rằng vân lam tông thế lực cường đại nhưng việc này lan truyền ra ngoài cũng không quá tốt hơn nữa chân mọc trên người của ta đi hay ở cũng không tới phiên ngươi thay ta làm chủ nói xong tiêu viêm xoay người hướng tới thềm đá bên ngoài bước xuống thật xin lỗi khi nào chúng ta chưa điều tra rõ đến tột cùng là ai giết mặc thừa khi trước tiêu viêm tiên sinh có lẽ nên tạm thời ở tại vân lam tông một thời gian ngắn vậy vân lăng bàn tay vung lên quát lạnh nói chấp pháp đội giữ hắn lại Vân Lăng tiếng quát vừa dứt, trên quảng trường nơi gần ngàn Vân Lam, tông đệ tử trong giây lát vụt bắn ra hơn 10 đạo bóng trắng, đấu khí tuôn ra, thân hình thoáng di động nháy mắt đem Tiêu Viêm vây quanh trong đó, không có. Nói vô nghĩa chút nào, chỉ có những khuôn mặt sắc lạnh của chấp pháp đội Vân Lam tông, hai tay huy động, trường kiếm lóe sáng, thân kiếm vũ lộng đem hơn 10 đạo bóng kiếm bao vây Tiêu Viêm vào giữa. Vân Lam tông chấp pháp đội là từ bên trong tông môn các trưởng lão theo thực lực mà tuyển lựa ra, chọn lựa rồi tập hợp huấn luyện khiến cho bọn họ luận thực lực, cũng có thể xếp hạng cao thủ. Hơn nữa phối hợp ăn ý cùng nhau, bình thường mười mấy người ra tay, cho dù đối thủ thực lực vượt qua bọn họ một chút cũng là, có chút khó có thể ngăn cản. Lúc này đây ra tay ngăn lại tiêu viêm là hơn 10 vị chấp pháp đội đệ tử, xem thân thể bọn hắn phía trên bao trùm là đấu khí xa y, thực lực rõ ràng là ở cấp bậc đấu sư. Cút! Nhìn bóng kiếm liên miên theo bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đánh. Úp lại, tiêu viêm sắc mặt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm chuôi thước trên vai, cánh tay huy động, huyền trọng xích thật lớn lại lần nữa thoát ly phía sau lưng, mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhất thời giống như kia con quay bình thường, nháy mắt tốc độ xoay tròn tăng lên, huyền trọng xích mang theo một cỗ kình khí cường hãn khuếch tán mà ra. Đinh, đinh, đinh kình phong gào thét va chạm, từng đạo tiếng vang thanh thúy của kim thiết tương giao không ngừng truyền ra. Thình thịch, theo một tiếng trầm đục rất nhỏ, hơn 10 đạo bạch ảnh mạnh mẽ từ chỗ thủ bạo lui mà ra, bàn chân chấm đất dê đất ra gần hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại, cúi đầu nhìn trường kiếm gãy đoạn, bọn chấp pháp đệ tử sắc mặt đều có chút biến hóa, người này có thể đả bại Nạp Lan, sư tỷ quả nhiên cũng không phải là là dựa vào vận khí. Một kích đánh lui hơn 10 người chấp pháp đệ tử, Tiêu Viêm sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Lăng, "Vân Lăng trưởng lão, đây là ý gì chứ?" Tiêu Viêm tiên sinh, không ngại nói với ngươi, chỉ sợ ngươi cũng không thể rời Vân Lam Tông lúc này, cho nên, vẫn xin nghe theo lão phu nói vậy, an tâm ở Vân Lam Tông làm khách một thời gian ngắn đi, chờ tông chủ trở về, chúng ta cùng hoàn hảo điều tra việc này. Vân Lăng thản nhiên nói tiêu viêm con mắt híp lại, hàn quang ở trong mắt chợt lóe, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn cục, chợt dừng ở trên người Vân Lăng, bàn tay nắm chui xích thoáng nắm thật chặt, thở ra một hơi thật dài, thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống. Nhận thấy được tiêu viêm thân thể thả lỏng, Vân Lăng cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà ngay khi hắn nghĩ đến tiêu viêm tính toán buông bỏ việc chống cự cũng là lúc người kia chân bỗng nhiên dậm mạnh xuống mặt đất một đạo tiếng động của năng lượng nổ vang đem thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen hướng quảng trường ở ngoài bắn đi bạn đang đọc truyện được copy tại ngăn hắn lại hành động bất thình lình của tiêu viêm làm cho vân lăng sắc mặt phát lạnh lớn tiếng quát theo tiếng quát của vân lăng cát hiệp dĩ nhiên lại có động tác trước hết đấu khí trong cơ thể tuôn ra bàn chân đạp đất thân thể nhất thời giống như tên rời cung Nháy mắt xẹt qua hơn phân nửa cái quảng trường, bàn tay gầy guộc một gấp một mở, vài đạo kình phong bén nhọn uy mãnh bắn ra, kình phong bay lượn cư nhiên mơ hồ phong tỏa đường lui Tiêu Viêm, tốc độ nhanh, thủ đoạn sắc bén của lão không chút nào hồ là cường giả đấu linh cấp bậc. Phía sau kình khí bén nhọn phá không mà đến làm cho Tiêu Viêm lông mày nhăn lại, trong tay huyền trọng xích đột nhiên cắm xuống, thân hình đang vọt tới trước cũng khựng lại, hai chân khẽ nhún trượt phóng lên cao, bả vai run lên, tử vân cánh hiện ra không có chút nào chỉ hoãn chuyển động, vẫn nhằm phía ngoài Vân Lam Sơn điên cuồng phóng tới. Tiêu Viêm, lưu lại cho ta. Nhìn Tiêu Viêm phóng lên cao, Vân Lăng quát một tiếng chói tai, bàn tay vung lên. Trên thạch đài, ba vị áo bào trắng lão giả tuổi lớn nhất thân thể khẽ run chậm rãi biến mất, khi xuất hiện lại đã hình thành thành thế tam giác đem đường lui của Tiêu Viêm hoàn toàn ngăn trở. Ba cổ đấu khí mênh mông từ trong cơ thể ba người hùng hậu phát ra, uy áp cường đại chặt chẽ tập trung vào Tiêu Viêm. Trên không trung, ba vị lão giả áo bào trắng, sau lưng đấu khí hóa cánh chậm rãi phe phẩy bởi vì lượng đấu khí khổng lồ tràn ngập mà khiến cho không gian chung quanh thoáng có chút hư ảo thực lực ba vị vân lam tông đấu vương cường giả đích quả nhiên khủng bố nhìn đối diện ba vị lão giả áo bào trắng đấu khí hóa cánh phía sau tiêu viêm sắc mặt nhất thời có chút khó coi tiêu viêm người nếu là không phải có tật giật mình cần gì vội vã rời đi như vậy vân lăng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tiêu viêm chợt ánh mắt nhìn quanh một vòng mọi người trên đại thụ trầm giọng nói các vị nhìn biểu hiện của tiêu viêm chỉ sợ là thực sự cùng cái chết của mặc thừa, không khỏi có quan hệ, cho nên trước khi tông chủ trở về, chúng ta cũng không thể để hắn rời đi, việc này sự tình trọng đại, vẫn xin chư vị cân nhắc. Vân Lăng lần này lời nói mơ hồ mang theo vài phần nghiêm trọng, làm cho đám người Pháp mã nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là tạm thời địa lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn thấy vẫn chưa có người ra mặt ngăn trở, Vân Lăng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về tiêu viêm, chậm rãi giơ tay định hạ lệnh đem hắn bắt lại. Đại trưởng lão, việc này có hay không có chút hiểu lầm? Ta lúc trước cùng hắn đã giao thủ qua, nếu như hắn thật là kẻ giết mặc thừa thì không có khả năng cùng ta khổ chiến như vậy a. À. Ngay tại khi Vân Lăng sắp hạ lệnh nạp Lan Yên Nhiên đã im lặng một hồi rốt cục cũng nhịn không được mở miệng nói: "Yên Nhiên, việc này ngươi trước hết tạm thời đừng tham gia, bất kể như thế nào, ít nhất cũng phải làm cho hắn lưu lại đến khi tông chủ trở về mới được." Đến lúc đó nếu quả thực hắn chịu oan uổng, ta Vân Lăng sẽ hướng hắn giải thích. Vân Lăng khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong không trung, bàn tay đột nhiên ra hiệu, "Bắt hắn." Theo thanh âm Vân Lăng hạ lệnh, ba vị lão giả áo bào trắng đang ngăn ở trước mặt Tiêu Viêm, cả người khí thế đột nhiên đại tăng, một cỗ khí áp bàng bạc giống như lôi đình phong bạo sắp tới bao phủ toàn bộ quảng trường, đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 340: Ba gã đấu vương cường giả khí thế hừng hực ngập tràn quảng trường trực tiếp làm thân hình Tiêu Viêm rơi nhanh xuống mười mấy mét, mới hóa giải được cảm giác bức bách nơi ngực, ngẩng đầu ngưng trọng nhìn ba lão nhân mặc bạch bào, trong lòng thấy hết sức khó giải quyết. Ba cường giả đấu vương đích thân xuất thủ với hắn, đây cũng thật quá coi trọng một tiểu tử vô danh như hắn rồi à? Trên quảng trường, tất cả đệ tử Lam Vân Tông đều ngẩng đầu lên nhìn chiến cục trên không. Đối với việc phải xuất động ba vị cường giả đấu vương để chặn lại Tiêu Viêm, bọn họ đều hơi cảm thấy quá là chuyện nhỏ làm lớn rồi. Phải biết rằng với thực lực của ba vị trưởng lão trong thiên không kia, cho dù là chặn lại cường giả đấu hoàng, thì cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì à. Đương nhiên, ông cách nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ. Đến chính nhóm người mộc thần trên cây lớn, cũng còn có chút cảm thấy không thể ngờ được. Bởi vì duyên cớ đặc thù của Vân Lam Tông, cho nên một số cường giả trong tông rất ít tham gia cái gọi là xếp hạng cường giả đế quốc. Nếu không thì một loạt các lão giả này, há chẳng phải sẽ chiếm đến hơn nửa thứ tự tên rồi sao? Mà loại hành động này, không ngờ gì sẽ là một số cường giả trong lòng có chút bất mãn đây không phải chuyện mà lam vân tông mong muốn trông thấy bởi vậy tuy trên bảng xếp hạng thập đại cường giả của đế quốc trừ tông chủ vân vận ra lại cũng không có tên của ba lão nhân này xong nếu đơn luận về thực lực bọn họ có lẽ không so nổi với hai vị đứng đầu trong thập đại cường giả đế quốc lần trước đã đi xa mặc nhóm người phong hành giả phong lê nhưng nếu liên thủ thì dựa vào công pháp đặc thù của lam vân tông cùng hợp kích đấu kỹ cho dù là cường giả đấu hoàng, nhất thời cũng khó mà hạ được bọn họ. Lần này, để bắt Tiêu Viêm, ba người lại có thể cùng xuất thủ, cũng khó trách mọi người trong quảng trường đều có chút cảm thấy hết nói. Tên nhóc này gặp phiền phức rồi à? Ba lão già này xuất thủ, cho dù là ta cũng còn bị kéo dài ra một trận. Nếu hắn lấy không ra thứ thực lực hôm đã giết chết Mặc Thừa, chắc hẳn cũng chỉ có thể lưu lại Vân Lam Tông thôi à. Gia Hình Thiên nhìn chiến cục trên không, nhàn nhạt nói. Pháp Mã khẽ nhíu mày, gật gật đầu. Pháp lão đầu ngươi không định xuất thủ một chút hắc hắc nói thế nào thì tiêu viêm cũng là trưởng lão danh dự của công hội luyện dược sư các ngươi gia hình thiên bỗng nhiên quay đầu cười nói với pháp mã xem tình hình hiện tại vân lăng đó đã định ý phải lưu tiêu viêm lại rồi ta ra mặt sợ rằng hắn cũng sẽ không thay đổi chú ý pháp mã lắc lắc đầu đáp người cũng biết thực lực của vân lam tông ta là hội trưởng của công hội luyện dược sư đại biểu cho lợi ích của cả công hội nếu ta trực tiếp xuất thủ trợ giúp tiêu viêm thì sẽ tổn hại đến quan hệ song phương. Cho nên ta cũng chỉ có thể tìm cơ hội thay hắn nói sự tình thôi. Chỉ cần hắn không phải hung thủ đã giết mặc thừa, chắc hẳn vân vận vẫn sẽ cho ta một lần thể diện này. Gia hình thiên hắc hắc cười, tự nhiên cũng biết pháp mã không thể vào lúc này, xuất thủ giải quyết nguy cơ thay tiêu viêm. Bọn họ tuy thực lực bất phàm, nhưng sau lưng đều có gia tộc liên lụy, làm việc không thể quá tùy tiện theo ý muốn. Hải Ba Đông ở phía sau hai người nghe bọn họ nói chuyện, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu không ngờ rằng việc không muốn thấy nhất lại phát sinh rồi xong vì phục tử linh đan có thể hồi phục thực lực cho dù trước mặt là ngọn núi lớn vân lam tông này thì cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đâm lên thôi à tiêu viêm từ bỏ việc phản kháng đi trước khi chưa tra rõ chân tướng sự tình chúng ta sẽ không gây thương hại đến ngươi chỉ cần mời ngươi cư trú ở vân lam tông một khoảng thời gian mà thôi vân lăng xong thủ chắp ở phía sau ngẩng đầu nhìn trời lớn tiếng nói tiêu viêm khóe miệng hơi nhếch lên cười lạnh một tiếng Mục quang chậm chậm quét qua bốn phía, tìm kiếm cơ hội tốt đột phá. Song sau một lát, hắn đã thất vọng từ bỏ hy vọng xa vời này. Ba vị lão nhân đối diện bất luận là về thực lực hay về kinh nghiệm chiến đấu, đều vượt quá xa hắn. Việc phòng hộ cơ hồ không có chút sơ hở, khí thế tràn ngập quảng trường càng là, bức chế tốc độ phi hành của hắn đến dưới một giới hạn, nếu tiếp tục tăng lên, thì khí thế liên hợp của ba cường giả đấu vương này lại đã đủ để khiến Tiêu Viêm hộc máu mà lui ngay tại trận nhìn tiêu viêm không có nửa phần để ý đến lời nói của mình mặt vân lăng run run lên từ từ thở ra một hơi tức thì không phí lời tiếp nữa bàn tay đột nhiên vẫy xuống trầm giọng quát bắt lấy hắn tiếng quát của vân lăng vừa phát ra tiêu viêm ở trên không đột nhiên xông mạnh xuống đệ tử vân lam tông đang ngồi xếp bằng trên quảng trường tình hình này hắn chỉ có thể tạo ta hỗn loạn thì mới có khả năng chạy thoát hừ tiểu tử đừng có dựa vào chỗ hiểm yếu mà kháng cự nữa đáng tiếc ý đồ của tiêu viêm lại không thoát khỏi con mắt của ba vị trưởng lão vân lam tông đó một vị lão giả tóc bạc trắng trong đó đôi cánh sau lưng vừa động thì liền hóa thành một trận cuồng phong lúc lần nữa xuất hiện lại đã ở trên lộ tuyến mà tiêu viêm đang bổ xuống rồi còn mẹ mày cao mày nhìn lão nhân tóc trắng đã ngăn cản lộ tuyến tiêu viêm thấp giọng mắng một câu cái cánh chấn động thân thể xoay mạnh mà thân vừa chuyển một lão nhân bạch bào lại quỷ dị lóe lên chỗ cách mình không xa nhàn nhạt quát phong chói theo tiếng nói phát ra, cùng phong che lấp đất trời từ trong lòng bàn tay bạo dâng lên, rồi chợt hóa thành những sợi như dây thừng, như chớp quấn quanh tiêu viêm. Dây gió tốc độ cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt đã thâu tóm toàn bộ phạm vi quanh thân tiêu viêm. Ba lão nhân bàn tay đột nhiên nắm lại, dây gió co rút lại cực nhanh, bất chợt giống như một con tầm nhậu, bao vây tiêu viêm vào trong nó trên quảng trường, mấy đệ tử vân lam. Tông há hốc miệng nhìn bạch bào trưởng lão cơ hồ là một trận thế, lại đã bắt lại tiêu viêm, đều nhịn không được sự kinh ngạc thán phục không ngờ cường giả đấu vương lại mạnh đến trình độ này. Tiêu viêm mà nạp lan sư tỷ cũng không phải đối thủ đó, lại chỉ vì một trận thế mà đã bị bắt lại. Khoảng cách giữa hai người, quả nhiên lớn đến lên trời. Trên không trung, vị bạch bào trưởng lão thi triển phong trói đó vừa định thu hồi gió, sắc mặt lại hơi đột biến. Phốc, một tiếng nhỏ nhẹ vang lên, phóng vào tầm nhộng của phong trói. Trong giây lát lại bắn vụt ra một đạo nhân ảnh thanh sắc. Chỗ nhân ảnh đã qua, chống đỡ đủ gió công kích toàn lực của đại đấu sư, nhưng lại chốc lát hóa thành một mảnh hư vô dị hỏa sao quả nhiên rất kỳ dị nhìn nhân ảnh xông ra khỏi gió đó ba vị trưởng lão vân lam tông ngẩn người ra chợt nhíu chặt mày mắt nhìn nhau một cái thân hình ba người lần nữa chuyển động tức thời chỉ nghe thân ảnh ba người trên không trung tiếng gió từng trận hầu như khó mà nhìn rõ được mọi người chỉ có thể nhìn thấy tiêu viêm bị bao vây trong hỏa diễm thanh sắc đó đang không ngừng chạy trốn bốn phía tránh né sự quẩn quanh của ba người nhìn có vẻ hơi có chút chật vật. Sau khi duy trì trốn chạy gần 5 phút, ba trưởng lão Vân Lam Tông cuối cùng bắt đầu hơi có chút mất kiên nhẫn. Tức thì cũng không vì dị hỏa trên thân thể tiêu viêm mà cẩn thận từng chút một nữa. Khi thân hình ba người đồng loạt chớp lóe hiện ra lần nữa, lại đã thành trạng thái ba góc đem tiêu viêm, vây khốn vào trong một hình tam giác phạm vi diện tích không đến 5 mét. Phong hỏa mộc bích, ba người quát nhỏ một tiếng, bàn tay cùng đối lập, trong lòng, ba loại đấu khí màu sắc không tương đồng dâng mạnh lên chợt theo trạng thái màng ánh sáng chớp lóe như cũ mà ra, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt đã tương giao tại vị trí trung tâm. Giữa ba người, lại đã hình thành một lớp màng ánh sáng năng lượng hình ba góc, mà trong màng ánh sáng này chính là tiêu viêm. Mắt nhìn chừng chừng vào màng ánh sáng đã bao phủ hết mọi phương hương, bàn tay tiêu viêm huy động, một làn hỏa diện thanh sắc dâng mạnh lên, bám chặt lên trên vách năng lượng. Nhiệt độ cao nóng rực khiến màng ánh sáng nơi đó có chút run rẩy. Xong, lúc màng ánh sáng bị thiêu đốt đi rất nhiều, rồi lại lập tức dâng lên một dòng năng lượng càng lớn hơn, đem nó tu bổ càng thêm dày chắc. Tuy sở hữu lợi về dị hỏa, nhưng thực lực hai bên thực tế cách biệt quá lớn, đối phương lại còn là ba cường giả đấu vương đồng thời xuất thủ. Nếu không phải nhờ đối phương có chút kiêng kỵ đối với dị hỏa, thì Tiêu Viêm sớm đã bị bắt lại rồi. Chết tiệt. Nhìn nhà tù năng lượng không thể phá hủy đó, Tiêu Viêm cắn chặt răng mắng thầm một câu. Bên ngoài nhà tù năng lượng năng lượng trong lòng bàn tay ba vị trưởng lão Vân Lam Tông chậm chậm thúc động, mà theo sự rung động của năng lượng, lao tù năng lượng hình tam giác đó lại bắt đầu từ từ rút nhỏ lại. Nhìn lao tù năng lượng đang chậm chậm đè ép vào mình, sắc mặt tiêu viêm đại biến, hai cánh triển động, nhanh chóng lóe lên trước vách năng lượng, một đạo hỏa diễm thanh sắc trong lòng bàn tay dâng mạnh lên, hung hăng đập vào vách năng lượng, muốn mượn lực dị hỏa tiếp trợ đem nó phá vỡ. Vậy mà cách nghĩ duy hay, đáng tiếc, vách năng lượng do ba cường giả đấu vương liên thủ dựng nên, Dựa vào thực lực của hắn, làm sao có thể phá vỡ nổi nó? Quyền đánh trúng vách năng lượng, có từng vòng vòng gợn sóng không ngừng lan tràn ra, nhưng lại không có chút lay động đến căn cơ của vách năng lượng. Tiêu Viêm lúc này giống như chim trong lồng, bất luận vỗ cánh thế nào thì thủy chung cũng vẫn thoát không nổi thiên la địa võng. Trong sự chú mục của vô số người phía dưới, vách năng lượng tam giác càng lúc càng nhỏ. Lúc này, diện tích vốn dài gần mấy trượng, giờ lại chỉ cách thân Tiêu Viêm trên dưới 2-3 mét đối với Tiêu Viêm sắp bị trói đó, mọi người trên cây lớn đều quay mặt nhìn nhau, nhưng lại chưa có ai xuất thủ. Duy có nạp lan đó thân hơi động, chân nhảy lên trước một bước, nhưng rồi thủy chung lại không đạp xuống, bước chân giữ cứng đơ giữa không trung, sắc mặt biến đổi không ngừng. Một hồi lâu sau thở dài một tiếng, chầm chậm co chân về. Trong vách năng lượng tam giác, như thể biết rằng tháo chạy là vô vọng, tiêu viêm cũng đã dừng lại sự kháng cự vô vị. Trên thân thể, hỏa diễm thanh sắc dần dần thu về nội thể, lãnh đãm liếc nhìn ba vị trưởng lão bên ngoài vách năng lượng, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ bỏ rồi sao? Trong Tiêu Viêm nhắm mắt lại đó, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông chợt nhíu mày lên, bàn tay huy động, vách năng lượng đang không ngừng thu nhỏ đó, lần nữa bỗng nhiên thu mạnh vách năng lượng tam giác trong sự chú mục của vô số người càng lúc càng nhỏ. Vậy mà, chính tại lúc tất cả đều cho rằng Tiêu Viêm chắc chắn khó mà thoát khỏi, biến cố đột nhiên xảy ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Tiếng than thở nhàn nhạt có chút bất đắc dĩ, đột nhiên trầm chậm, chậm vang vọng trong không trung. Theo tiếng than thở phát ra, một dòng hàn khí băng lạnh khiến độ ấm áp của quảng trường nhanh chóng hạ xuống. Cảm thụ được độ ấm đột ngột hạ thấp, ba vị trưởng lão Vân Lam Tông đó chợt ngẩn ra, sắc mặt bỗng biến đổi điên cuồng, mục quang nhanh lẹ quét về hướng vách năng lượng, chỉ thấy trong nó, một bóng dáng già lão giống như quỷ mị, chậm chậm hiện lên. Sau khi thân ảnh già nua đó xuất hiện, trong vách năng lượng, hàn khí tăng mạnh, vách năng lượng đang nhanh chóng thu nhỏ, giống như gặp phải trở ngại gì không thể kháng cự được không những không thu nhỏ lại thêm chút nào nữa, ngược lại còn bị luồng hàn khí khủng khiếp đó tăng lên bành trướng cực nhanh. Nhìn vách năng lượng càng lúc càng, đó, sắc mặt ba trưởng lão phút chốc trở nên cực kỳ khó coi, gấp rút quát, cẩn thận. Lui, tiếng quát vừa phát, một luồng hàn khí kinh khủng đột nhiên lần nữa dâng mạnh. Lập tức, vách năng lượng sắp đạt đến cực hạn đó, cuối cùng chịu không nổi gánh nặng khổng lồ này, theo một tiếng nổ lớn vang vọng không trung, vách năng lượng do ba vị cường giả đấu vương ngưng tụ thành đó, đột nhiên bị chấn vỡ tan tành vô số đạo mục quang ngơ ngác nhìn lên ba vị trưởng lão đang vội vàng thoái lui trên không một lát sau tầm nhìn trong nháy mắt đều di chuyển ra bên ngoài vách năng lượng vừa nổ nơi đó hai đạo nhân ảnh như ẩn như hiện phía dưới sắc mặt của vân lăng trong thời khắc này biến thành cực kỳ khó coi